Hello everybody. Bữa nay ngày 14 tháng 7 2024, em có đằng trận đại dịch Mỹ. Today 14 July 2024, so all Vietnamese community candle ceremony pray for President Donald Trump. Please support me. Thank you. Vâng, và quý vị, không phải cá nhân tôi đâu, tôi với Nam Quang là những người để kêu gọi anh em, nhưng mà phải cảm ơn những anh em có những cái cờ, có cái banner của ông Trump, là những anh em bên MAGA của chúng tôi. Thì khi mà nghe chúng tôi kêu gọi, các anh em tự động mang cờ tới, mang banner tới, và chúng tôi cũng có dịp và cũng cảm ơn tướng Quy có được cái loa này. Chứ thật sự quý vị ngốc lắm, chúng tôi không có xin giấy phép được của thành phố, tại vì ngày hôm nay thành phố đóng cửa, do đó thì chúng ta tổ chức theo tinh thần tự phát, không mở loa lớn được. Tại vì nếu là lớn, cảnh sát cứ kia họ qua họ làm phiền mình. Do đó thì quý vị thông cảm cho là chúng tôi chỉ tổ chức trong một cái giai đoạn rất ngắn thôi, chưa đầy, tính tới giờ này phút này là chúng ta đúng 24 tiếng, hơn 24 tiếng chút, tại vì cái giây phút mà tổng thống Trump bị bắn là 6 giờ 13 phút. Cái giây phút mà ông bị bắn viên đạn ở trên lỗ tai là 6 giờ 13 phút, thì tính tới giờ này chúng ta mới có hơn 24 tiếng thôi. Thì có cái gì sơ xuất quý vị và thông cảm bổ qua cho. Thì ở đây thì Phong chỉ có cập nhật những cái thông tin của quý vị. Lên không biết Lên có gì nói thêm mình Lên. Vâng, và quý vị, đó là những cái thông tin mà Phong cập nhật cho quý vị. Tuy nhiên thì giống như Phong lúc nãy Phong có đưa thêm thông tin là ngày mai thì chính thức là ngày thứ hai, thì bên Quốc hội sẽ có cái cuộc họp. Bên cạnh đó thì Đảng Cộng Hòa sẽ có một cái đại hội bắt đầu từ ngày 15 Tây cho tới ngày 18 Tây. Trên nguyên tắc, ngày mai cựu Tổng thống Trump sẽ thông báo cái người VP của ổng là ai, tức là cái người phó Tổng thống của ổng là ai. Thì cho tới giờ phút này chúng ta không biết. Tuy nhiên thì mọi người vẫn chờ đợi. Có điều là chiều ngày hôm nay thì ổng đã có mặt ở tại Milwaukee ở Wisconsin rồi, tức là đang nghỉ ngơi ở đó. Thì những gì mà tôi tường trình cho quý vị là những cái thông tin mà tôi tổng hợp lại trong từ ngày hôm qua tới bây giờ, để cho quý vị có thêm thông tin và nắm vững hơn, để chúng ta không có bị kích động bậy bạ. Bởi vì giống như tôi đã từng phân tích ở trong những cái chương trình mà quý vị đã nghe, là cứ mỗi một mùa bầu cử, nhất là bầu cử tổng thống, mà xảy ra những cái biến động xã hội bạo động thì bên kia họ đều thắng hết. Từ năm 1992 xảy ra cái vụ của North Rodney King cho tới năm 2012 thì nó xảy ra cái vụ ở Ferguson. Thì trận đó thì lúc đó là thời điểm đó là thời điểm Black Lives Matter ra đời. Thì thời điểm đó cái cậu thiếu niên 18 tuổi bị cảnh sát bắn chết. Trong lúc mà cậu không có ai thì lúc đó nó bùng lên một cái vụ bạo động khác. Thì cuối cùng bên kia cũng thắng. Và 2020 thì quý vị đã thấy bên kia cũng thắng. Do đó mỗi lần mà có một cái vấn đề nào đó thì vẫn có những kẻ cực đoan, có những kẻ kích động bạo động cho mục tiêu riêng của họ. Cho mục tiêu riêng của họ. Năm nay thì họ đã cố gắng họ làm, nhưng họ kích động không nổi. Quý vị thấy là sau cái vụ của Hamas với lại phía của Israel, tức là Do Thái, họ đã kích động trên 30 trường đại học. Nhưng mà họ không kích động, họ phối hợp luôn cả cái nhóm mà tôi nói thật, người Việt Nam rất là ghét nhóm này. Nó gọi là anti-war, tức là người Việt mình gọi là nhóm phản chiến. Nó đã phối hợp với lại một số những người mà ủng hộ cho Palestine biểu tình trên các trường đại học, nhưng nó kích động không thành công. Thì tôi sợ chúng ta, cái mà chúng ta sợ nhất là đừng là biến động về xã hội. Do đó cái ngày hôm nay, ngoại trừ cái mục đích mà chúng ta cầu nguyện ra, thì tôi cũng kêu gọi tất cả mọi người bình tĩnh. Chúng ta phải bình tĩnh trước tất cả những biến động để chúng ta phân tích, rồi chúng ta tự đưa ra cái quan điểm của mình mà không cần phải tranh cãi. Đây là cái mà họ có nhiều kẻ đang bây giờ đang khiêu khích. Và tôi thấy mấy ngày nay, từ ngày hôm qua tới giờ, thì trên mạng xã hội đã có rất nhiều những cái tin mà tôi gọi là misinformation hay là disinformation. Thì những cái tin này nó đưa ra nhiều cái giả thuyết, nó đưa ra nhiều cái thuyết âm mưu mà tôi nghĩ rằng là quý vị đọc vào quý vị dễ cả tin lắm. Thì giống như tôi nói, chúng ta tin vào những cái gì thông báo chính thức từ liên bang, từ các cái cơ quan chính thức, chứ chúng ta đừng có tin những cái tin mà họ đưa ra những cái giả thuyết rồi cái họ kết luận, rồi chúng ta chạy theo cái đó thì chúng ta sẽ đi vào cái tình trạng là chúng ta bị những cái tin giả, tin nhiễu nó dẫn dắt chúng ta một cách không chính xác.
Và cái rất cảm ơn những bạn hữu ngày hôm nay nghe lời gọi của Nam Quang của tôi lên. Thì ở bên kia tôi thấy có một người anh rất là thân thương, mấy chục năm rồi không gặp lại, anh Bạch Đông. Hello anh Bạch Đông. Anh Bạch Đông là người sáng lập trung tâm Asia. Ngày xưa lúc đó là trung tâm Asia có cái tên nguyên thủy là trung tâm Dạ Lan, thì sau đó đổi qua tên là trung tâm Asia. Thì anh Bạch Đông là một trong những người sáng lập của trung tâm Asia. Cảm ơn anh đã tới ngày hôm nay. Rồi có một số những bạn hữu đáng lý ngày hôm nay thì có thêm một số anh em nghệ sĩ nữa, nhưng mà có một số người thì bị kẹt sâu xa chưa có bài kịp, cho nên là chúng tôi không có gọi kịp. Tuy nhiên thì giống như tôi nói quý vị, cái biến cố này nó là cái biến cố, mà cái biến cố này giống như tôi nói, cái viên đạn đó nếu thật sự là cái viên đạn trúng vào là tay của tổ tổng thống Trump, cái viên đạn đó nó có cái giá trị của nó. Tôi nhìn lại cái cặp mắt tích cực là nó làm cho tất cả mọi người bình tĩnh lại. Giống như là ngày hôm qua ông cái người mà được xem là lên tiếng nhiều nhất là ông Robert Kennedy Jr., ứng cử viên độc lập, thì ông nói rằng là ông mong mọi người bước lui một bước. Tại vì sao? Bản thân ông trong gia đình hai người bị ám sát. Thứ nhất là bác của ông là ông ba John F. Kennedy là tổng thống bị ám sát năm 1963. Hai tháng sau khi mà tiến sĩ Martin Luther King bị ám sát, tức là mục sư Martin Luther King bị ám sát, thì thân phụ của ông Robert Kennedy Jr. cũng bị ám sát luôn. Năm đó ông là thượng nghị sĩ của New York. Cho nên gia đình của ông có hai người bị ám sát, cũng liên quan tới vấn đề chính trị mà tôi gọi là chính trị phân cực. Thì quý vị, nó tương tự như vậy. Năm 1981, cố tổng thống Ronald Reagan cũng đã bị bắt. Thì quý vị, những cái này là nó cứ là phiên gặp lại vài chục năm. Do đó chúng ta phải bình tĩnh, đừng bị lôi cuốn theo tất cả những cái lời bàn ở trên mạng xã hội. Ngày xưa chúng ta chưa có mạng xã hội, chỉ hướng vào các cơ quan truyền thông thôi. Nhưng bây giờ mạng xã hội tất cả mọi người đều nói được hết, cho nên nó nguy hiểm hơn rất là nhiều. Mong là tất cả mọi người chúng ta bữa nay là ngày 24 tháng 7 2024. Em có trước đó tập đại chiến sĩ Việt Mỹ. Bữa nay cộng đồng Việt Nam mình công việc cho tổng thống cầu bình an cho tổng thống Donald Trump. Ông tổng thống Putin cho đây đã có một lần áp quyết trước tất cả quốc dân ở tại cái phòng Oval Office, tức là cái phòng của bảo vệ của tổng thống. Thì ông cũng đã kêu gọi, thứ nhất là ông nói rằng là kêu gọi mọi người là bình tĩnh lại và giảm bớt những cái nhiệt độ tranh cử tiêu cực. Thứ hai là ông nói rằng ông đã ra lệnh cho các cơ quan chính quyền là phải điều tra. Áo trắng là đại ca của em, ba, còn áo xanh là sư huynh của em. Cho tất cả cái đại hội của Đảng Cộng Hòa, của Đảng Dân Chủ, và đặc biệt là tăng cường an ninh thêm cho cái phần của anh Trump. Thì đó là những gì mà chúng tôi biết được. Những người mà tôi nói rằng là có một cái thành kiến với ông Trump, thì ngày hôm qua họ mới lên tiếng. Từ ông Chuck Schumer là chủ tịch khối đa số tại thượng viện, cho tới bà Nancy Pelosi là cựu chủ tịch của hạ viện, họ cũng đều nói là họ rất mừng cho ông Trump không sao cả. Và hai người tôi nghĩ rằng là quý vị biết rằng là hai người này là hai cái người mà quý vị chửi nhiều nhất. Người thứ nhất là bà Jane Leticia, bộ trưởng bộ tư pháp của New York. Bà này là người truy tố cái công ty của ông Trump, tức là Trump Organization đó, mà đòi khoảng cái mấy trăm triệu đó. Thì bà này cũng lên tiếng và cầu nguyện cho ông Trump. Người thứ hai là Alvin Pratt, tức là công tố viên của quận Manhattan tại New York, cũng đã lên tiếng là họ không muốn ông Trump biết cái gì gì cả. Thì người thứ ba là ông Thompson. Ông Thompson ngày xưa ông là chủ tịch của quỹ ban ngày 6 tháng 1. Ông này là một người da đen. Ông là người đã đưa cái dự luật yêu cầu tước bỏ cái quyền được mật vụ bảo vệ đối với những ai đã bị kết tội. Ông này là cách đây một tuần lễ ông đưa cái dự luật đó ra, tức là ông muốn tước cái quyền và cận vệ và mật vụ bảo vệ cho Trump. Nhưng ngày hôm qua ông nói là tôi đưa cái đó ra nhưng mà tôi không có ý là apply cho cựu tổng thống Trump, tức là ông nói đi nhưng mà ông muốn lên tiếng ông cũng, tức là ngày hôm nay quý vị thấy một cái không khí nó tương tự như chúng ta đã chứng kiến năm 2001. Quý vị, năm 2001 có những cuộc xung khắc chính trị chứ không phải không có. Lúc đó cuộc bầu cử của ông Gore và ông Bush cũng có sự tranh cãi ở Florida, quý vị đã biết. Thì quý vị, lúc đó cái căng thẳng chính trị nó không kém gì cả, nó không kém gì cả. Thì lúc đó quý vị xảy ra 911, xảy ra cái biến cố 911. Thì lúc đó bất kể là dân chủ hay cộng hòa, người dân khác biệt như thế nào đều đứng sau lưng tổng thống Bush để mà chống cái chủ nghĩa khủng bố. Thì hôm nay cái giây phút đó tôi cảm nhận được trong ngày qua, tất cả nước Mỹ đều đứng sau lưng ông Trump, kể cả Đảng Dân Chủ, kể cả Đảng Cộng Hòa. Thì quý vị,
người Mỹ chúng ta có một cái bản sắc mà tôi nói rằng là hiếm có dân tộc nào ngoài có. Khi có chuyện chúng ta đứng lại, khi có một người bị khủng bố, bị bạo động thì chúng ta lại có cái thứ đạt đó là làm cho mọi thứ nó nhẹ đi, mặc dù có những căng thẳng rất mạnh về chính trị. Đó là cái mà tôi nhìn thấy được từ ở cái sự kiện ngày hôm qua. Do đó thì ngày hôm nay là tổ chức cuộc thăm đến thì rất cảm ơn. Chúng tôi chỉ kêu gọi có 24 tiếng đồng hồ mà quý vị tái động như vậy là chúng tôi rất là mừng. Cảm ơn tất cả mọi người rất là nhiều. Có lẽ là trước khi mà chúng ta bước vào thì có lẽ tôi mời cái người chủ đích ngày hôm nay là nghị viên của thành phố Westminster, Nam Quang. Nam Quang đứng ra, mặc dù nó là tổ chức nhưng thực sự thì Nam Quang với tôi là cái người hai năm bạn nhau trước. Nhưng mà cái này là cuộc về gọi là biểu cuộc thắp nến tự phát của chúng ta thôi. Thì chúng tôi chỉ giúp là mỗi người một tay thôi. Mời Nam Quang thi đấu, mời Nam Quang. Ok, mời Nam Quang thi đấu. Dạ vâng, cảm ơn chị Nhật Phong và cũng Nam Phong một lần nữa. Cảm ơn quý vị và các bậc trưởng thượng và bà con đồng hương của mình đã tới đây để tham dự cái đêm thắp nến. Mặc dù là trong vòng chưa tới 24 tiếng đồng hồ, nhờ cái sự phối hợp này giữa Nam Quang và chị Nhật Phong cũng giống như là các anh em YouTuber và có lòng với là tổng thống Donald Trump và có lòng với là nước Mỹ của quý vị, có luôn cả anh MTV của là Chiến Quốc Huy và Chiến Thắng TV ở đây. Thêm thì nhờ tất cả mọi người đồng lòng ủng hộ cho cái việc này thì chúng ta đã có được một cái sự ủng hộ rất là đồng nhiệt hiện giờ. Và chúng tôi nghĩ là chắc khoảng chừng trên dưới khoảng chừng 50-60 người thôi, nhưng mà hiện giờ nếu mà đếm ra thì chắc là hơn 100 người rồi. Và trong vòng khoảng chừng chắc khoảng chừng 50 phút nữa thì bà con sẽ tiếp tục kéo tới. Cảm ơn Phong rất là nhanh nhẹn khi mà thưa quý vị, nó có một cái này nó cũng rất là hay là mấy anh em cùng chung một cái suy nghĩ chung với nhau. Khi mà Nam Quang đang chuẩn bị là post một cái tin lên trên Facebook và YouTube để mà kêu gọi bà con của mình tới để tham dự cái đêm thắp nến cầu nguyện cho Tổng thống Donald Trump và cho nước Mỹ, thưa quý vị, thì anh Trần Nghiệp Phong gọi Nam Quang ngay lúc đó. Và hai anh em chúng tôi đã nói là ok, chúng tại vì thành phố không có làm việc vào ngày thứ bảy và chủ nhật nên ra mình không có cách gì để mà mình xin phép thành phố được, thưa quý vị. Bởi vậy là đây là một cái đêm thắp nến tưởng niệm tự phát giữa các đồng hương của chúng ta với nhau. Thì không có, chúng tôi không có ban tổ chức, thưa quý vị, cái này chỉ là mình gọi là tự phát thôi. Rất là cảm ơn quý vị. Bây giờ Nam Quang có một cái Nam Quang có viết một chút xíu một vài cái điều mà Nam Quang muốn nói với lại quý vị đồng hương của chúng ta ở đây và những người mà đang coi YouTube theo dõi chúng ta ở trên toàn thế giới. Thưa quý vị, thì nó như thế này, chúng ta tới nay đêm nay để cho thế giới cùng các thế lực đen tối biết rằng chúng ta là một khối thống nhất không tách rời của Vương quốc Hoa Kỳ. Chúng ta tới nay đêm nay để lên án nạn bạo lực đang lan tràn dưới mọi hình thức. Chúng ta tới nay đêm nay để cảm ơn đứng tối cao đã phù hộ che chở cho Tổng thống Donald Trump tai qua nạn khỏi vào ngày hôm qua. Wow, tổng thống Ngô Sa đi bằng limousine các bà con. Tổng thống Ngô Sa, anh Ngô Kỹ đi bằng limousine các bà con. Chào đón tổng thống. Người dân và đất nước Hoa Kỳ được ổn định và phồn vinh. Và cuối cùng, chúng ta đến đây hôm nay để chứng nhận Donald Trump sẽ là tổng thống thứ 47 của Hợp Chủng Quốc Hoa Kỳ. Và ông sẽ dẫn dắt nước Mỹ trở nên mạnh mẽ và hùng cường hơn bao giờ hết. Thưa quý vị, xin thượng đế phù hộ cho Tổng thống Donald Trump và cho chúng ta. Xin cảm ơn. Rồi, có một điều nữa là tại vì gấp quá, tôi mua một ít, Nam Quang mua một ít và cảm ơn luật sư Nguyễn Văn mua một ít là những cái nến bằng điện để chúng ta không có gây phiền phức. Thì một lát nữa khi mà chúng ta bắt đầu thì quý vị không có lên, quý vị là chúng có nến thì đến đây mà lỡ hết rồi thì cũng đáng chịu, tại vì chúng ta không có đủ, chúng ta có 100 mấy cái thôi, hy vọng là đủ cho tất cả mọi người có mặt ở đây. Tại vì luật sư Lân thì mua được 100 mấy cái, tôi mua được mấy chục cái, rồi Nam Quang mua được mấy chục cái, hy vọng là có đầy đủ cho quý vị trong cái ngày hôm nay. Tuy nhiên thì giống như Nam Quang nói, chúng ta gửi một cái thông điệp không những là cho người dân ở Hoa Kỳ, cho khắp trên thế giới. Nước Mỹ chúng ta là một quốc gia cường mạnh nhất về quân sự, nhưng mà chúng ta không chấp nhận bạo động.
chúng ta lên án những cái hành động bạo động, và nhất là những cái hành động bạo động xảy ra ngay trên nước Mỹ. Do đó thì tôi hy vọng rằng là quý vị cũng gửi thông điệp này. Bên cạnh đó thì tôi biết được là ngoài trừ tôi, anh Lân, Nam Quang là những người mà đứng ra giúp cho quý vị cái chuyện này. Tôi biết được có rất nhiều quý vị ở đây có những cái suy nghĩ, có những cái cảm xúc muốn phát biểu, chúng tôi cũng dành giờ. Nhưng mà tôi nói trước là chúng tôi sẽ bấm giờ, tức là mỗi người chỉ nói được khoảng 2 phút mà thôi. 2 phút mà thôi nha. Rồi bây giờ để cho Huy đi. Huy, tôi nghĩ là trước khi chúng ta vào trong cái lễ thắp nến trong ngày hôm nay, thật sự ra giống như Nam Quang nói á, là trong cái buổi ngày hôm nay là những người yêu mến nước Mỹ, chúng ta được hưởng cái sự tự do, và cái cộng đồng người Việt của chúng ta ở đây cũng vậy. Quý vị thấy rằng những cái tình trạng mà bạo lực đi từ lâu, kể cả tất cả người dân nước Mỹ đều lên án các hiện tượng bạo lực đó, chứ không phải là phe này hay là phe kia. Chúng ta đến đây vì cái tinh thần hòa bình, chúng ta đến đây vì cái một cái quan điểm chính trị, chúng ta đi đến đây đó vì đứng ở chỗ này nè, hội đại chiến sĩ Việt Mỹ nè, quý vị biết đó, cái cuộc chiến Việt Nam, cộng đồng Việt Nam của mình ở đây là nạn nhân của truyền thông cách tạo, nói thẳng là như vậy. Cái đó là theo cái quan điểm của Huy. Chúng ta là người Việt Nam ở đây, mình biết nhau là Việt Nam mình có ngày Tết đúng không? Mình có bánh chưng, bánh tét, mình có bông đào, bông mai để mình nhận biết mình là người Việt Nam. Vậy thì chúng ta nói là người Mỹ, quý vị lấy cái gì để quý vị nhận quý vị là người Mỹ? Ở đây chúng ta có Đại Hàn, chúng ta có Thái Lan, chúng ta có Việt Nam, chúng ta có Nhật Bản, chúng ta có người từ bên Âu Châu qua, chúng ta có từ bên tất cả các quốc gia khác về đây, tất cả đều có quốc tịch Mỹ. Đó là họ Trung Quốc, Hoa Kỳ, đúng không? Vậy thì thường phần đông người ta sẽ chia rẽ với nhau bởi cái gì? Tôi người gốc này, tôi người gốc kia. Nhưng mà không, thưa quý vị, các cái tổ phụ lập quốc của nước Mỹ rất là hay. Mình chung với nhau là Việt Nam, mình nhận mình biết là con rồng cháu tiên thì mình nói mình Việt Nam. Nhưng mà quý vị lấy cái gì để quý vị nói với quý vị là người Mỹ đây? Không phải vợ của y pháp nước Mỹ đâu, quý vị chia sẻ chúng ta là người Việt Nam hết. Đó là cái ở trong đó mình thấy rõ đó, và tạo hóa sinh ra cho mình lòng người thì cái này Hồ Chí Minh cũng cho luôn nè, là tất cả chúng ta đều bình đẳng với nhau hết. Thì trong ngày hôm nay cũng vậy, mình ở đây mình thấy một cụ tổng thống, hay là không phải riêng là tổng thống Trump nữa, hay là bất kỳ ai, nhưng mà nếu để tình trạng đó xảy ra như vậy, chúng ta đều lên án, và mọi người chúng ta đến đây để cầu nguyện cho sự bình an của nước Mỹ và cảm ơn tất cả mọi người. Rồi, đúng 8 giờ chúng ta thắp nến, sau phần thắp nến thì kia có thể lên phát biểu. Còn bây giờ chúng ta còn có 15 phút nữa, và đúng 8 giờ chúng ta mặt trời chiếu được cái 8 giờ là chúng ta sẽ thắp nến ngay. Thì quý vị, giống như kia quý vị nói, thì cái điều mà chúng ta lên án thì có một vài người lên tiếng cho cái kẻ bắn ông Trump, thì tôi cho họ nói là nhỏ nên nó có gan quá. Tôi đã nói, nó có gan, nó chết giá. Nó có 20 tuổi thôi, ông già nó bắn 78 tuổi. Ông già nó bắn, cái người nó bắn là ông già 78 tuổi. Nó mới có 20 tuổi đầu thôi. Thì quý vị thấy rõ là gì quý vị? Những kẻ hèn nhát lúc nào cũng đứng ở sau lưng bắn đó. Nó không phải là kẻ, nó không phải là can đảm, nó không phải là gan dạ gì cả. Nó chỉ là những kẻ hèn nhát mà thôi. Vì đó, chúng ta lên án cái hành động đó. Mặc dù rằng bây giờ chúng ta chưa biết được cái hành động đó mang tính chất là cá nhân hay là có tổ chức nào phía sau. Cảnh sát chưa biết, FBI chưa điều tra, và bây giờ sơ khởi thì mình chỉ biết có một người mà thôi. Ở bên cạnh đó thì cái âm mưu nó không phải nhỏ đâu, tại vì ngay sau cái vụ bắn thì cảnh sát lấy được chiếc xe, trong chiếc xe đó là có chất nổ, và khi đổ xuất vào nhà của cậu này ở Bethune Park thì cũng phát hiện ra chất nổ. Có nghĩa là cái âm mưu nó lớn hơn chứ không phải nhỏ, tức là nó mình không biết là hành động một mình hay là nó hành động có ai đó đứng phía sau. Nhưng mà ngoại trừ cái cây AR-15 ra thì ở trên chiếc xe đó đã có gắn thiết bị nổ, nó gọi là ADS. Và thứ hai là trong nhà nó có thuốc nổ luôn, có nghĩa là nó có một cái dự tính mà cho tới giờ phút này thì không ai biết được là cái động cơ nó như thế nào. Chỉ có một cái điều platform, mà cái điều platform đó nói rằng nó có ghi danh ở trên cái trang social đó, không phải là cái trang phổ thông như thế nào, tốt nhất là Twitter. Nó là một cái trang platform, nó giống như một cái trang platform vậy đó, tức là một cái trang mạng đen đó. Thì nó không có active trong vòng gần một năm nay rồi. Nó có cái chuyên mục ở trên đó, nó có cái tên trên đó, nhưng mà nó không có hoạt động.
trên bây giờ FBI chúng tôi biết bây giờ chúng có cách là phỏng vấn những người nhà, những người xung quanh để biết được cái động cơ thôi. Bây giờ chúng ta cũng chưa biết được tất cả những cái động cơ đó. Tuy nhiên thì giống như tôi nói là qua cái chuyện này thì có một cái điều tích cực là ông Joe Biden đã cho và đã ra lệnh cho tất cả chiến dịch tranh cử gọi rút tất cả quảng cáo trong ngày hôm qua và hôm nay, rút tất cả quảng cáo, không có quảng cáo nữa và không mở được chiến dịch tấn công nào với ông Trump nữa. Thì đây là cái tham vọng của ông đưa ra coi như là cái điều tích cực nhất. Thì hiện tại bên ông Trump cũng không có mở chiến dịch tấn công lại ông Joe Biden mà chỉ có lên tiếng kêu gọi sự đoàn kết. Ông Biden cũng lên tiếng kêu gọi sự đoàn kết, ông Trump cũng lên tiếng kêu gọi sự đoàn kết, và duyên nhiên là tất cả mọi người đều bắt đầu cùng tỉnh lại. Thì tôi hy vọng rằng cái không khí này ngày hôm nay nó kéo dài tới tháng 11, nó kéo dài tới tháng 11, tức là chúng ta sẽ không có một cái bạo động, chúng ta tranh cử thay vì sẽ dùng những cái chiến dịch tranh cử tiêu cực tấn công đối thủ thì chúng ta nói tốt thì càng tốt hơn. Đó là trên nó gọi là positive và campaign, tức là chúng ta tranh cử một cách tích cực hơn thay vì chúng ta dùng cái negative campaign, tức là những cái chiến dịch tranh cử dơ bẩn tấn công đối thủ. Thì tại vì chính những cái điều mà là qua lại thì một số những cái tôi nghĩ tôi nhận định được từ một số những báo chí Mỹ, thì quý vị, thứ nhất là gán nhãn cho đối thủ nhiều quá. Ví dụ như bên cái chiến dịch tranh cử của ông Biden, ông gọi ông Trump là phát xít, ông gọi ông Trump là độc tài, ông gọi ông Trump là phi dân chủ. Rồi ngược lại bên ông Trump cũng nó chỉ trích ông Joe Biden rất là mạnh. Thì quý vị, những cái ngôn ngữ này nó kích động người bên ngoài, nó kích động người bên ngoài và nó kích động những cái quốc gia thù địch, nó thọt gậy vào. Và từ ở Iran, từ Nga, từ Russia, từ Trung Quốc cho tới ở Bắc Hàn, họ không từ bỏ cái thủ đoạn nào để mà thọc vào gọi là manipulate, tức là gây thao túng cái chính trường Mỹ. Do đó thì chúng ta càng bình tĩnh thì đối phương hay kẻ thù của chúng ta không có cơ hội. Chúng ta bị kích động thì họ dễ là dùng cơ hội hơn. Đó là những gì mà tôi thấy được và tôi mong cái không khí ngày hôm nay, nguyên một ngày hôm nay, tôi có thể nói rằng là tôi không thấy một cái lời lẽ tiêu cực nào. Có một người là lính của ông Thompson đó, cái ông mà chủ tịch của cái ủy ban 601 đó, ông đuổi cô đó nghẹo. Lý do là bởi vì cô đó lên cô đó nói như thế này, cô ta nói rằng á là cái thằng này bắn dở quá, để kiếm một cái người tốt dạy hơn tụi mày, lần sau mày không bắn hụt nữa. Thì ngay lập tức là cổ bị đuổi ngay lập tức là ông Thompson, ông dân biểu Thompson, ông đuổi việc của này ngay. Tức là quý vị, chúng ta thấy được những dấu hiệu tích cực rồi. Hy vọng cái viên đạn này, tôi gọi là cái viên đạn định mệnh này, nó làm cho nước Mỹ đoàn kết hơn, nó làm cho chúng ta đoàn kết hơn. Có thể giữa tôi và quý vị có một cái khác biệt chính kiến, nhưng chúng ta tranh luận trong vấn đề ôn hòa, chúng ta có những cái thái độ ôn hòa hơn thay vì một cái dùng một cái hành động giống như vừa rồi. Thì cái đó là cái lời kêu gọi của tôi, của Nam Quang, của luật sư Lân và của những anh em mà làm YouTuber Nam Quang. Chúng ta kêu gọi tại vì cái đó là cái bản sắc của người nữ, cái bản sắc của chúng ta. Trong dân nghĩ ở đây, tôi nghĩ là tất cả quý vị ở đây, giống như tôi thường nói, đây là quê hương sau cùng của quý vị, nó không phải là quê hương thứ hai đâu. Con cái quý vị bắt đầu từ ở điểm này là cái quê hương sau cùng của mình rồi. Thì nếu quê hương sau cùng của mình không yêu mến cái quê hương này thì ai yêu mến? Mà muốn yêu mến quê hương này mà không thể để cái thái độ thù hận, những ngôn ngữ thù ghét ở trên cái của mình được, mà mình phải có một cái thái độ nó nhân bản hơn, nó ôn hòa hơn. Rồi bây giờ thì Nam Quang ơi, bây giờ mình tới giờ chưa? Em coi giùm anh coi mấy phút rồi. Đúng 8 giờ mình bắt đầu, mặc dù là mặt trời sắp lặn thì chúng ta bắt đầu. Thì có lẽ ở đây có một vị đại diện của tôn giáo, chắc là phong mời thầy lên. Thứ nhất là thầy sẽ biết cái pháp hiệu, và thứ hai nữa thầy có thể phát biểu trước khi mà chúng ta bắt đầu, và nhà thầy dùng chút dần thông là tập lại cầu nguyện. Dạ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con cung tăng Thích Minh Tấn. Bồ Đâm Sa La Nam Gacchami. Đàm Âm Sa La Nam Gacchami. Sàn Hâm Sa La Nam Gacchami. We are the world. We are the world. We are the world. Đó, mình là người Việt. Mình là, hồi xưa ở bên Nhật, mình là người Việt Nam. Mình không thương mình, ai thương mình? Ông đại tá John Wilson nói, tụi mày không thương tụi mày, làm sao tao thương tụi mày? Bởi vì Việt Nam mình phải đoàn kết với nhau. Đó, hôm nay là cái ngày cầu an cho Donald Trump. Con, Du Tăng Thích Minh Tấn.
Con Du Tăng Thích Minh Tấn thành tâm cầu nguyện cho quê hương tổ quốc đất nước Việt Nam cùng Hoa Kỳ. Con Du Tăng Thích Minh Tấn thành tâm cầu nguyện cho thế giới được bình an cùng tất cả các chúng sanh trong muôn loài pháp giới được trọn thành Phật đạo, cú phẩm hàm linh đăng bỉ ngạn, địa ngục ngạ quỷ súc sanh đồng giải thoát. Con Du Tăng Thích Minh Tấn, con I am a, my name is Lincoln Long, I am a non-party neutral justice person. Tôi không thuộc đảng phái chính trị nào hết. À, tôi chỉ theo chỉ theo coi như là non party, tôi chỉ theo là theo Phật tổ Thích Ca Mâu Ni. Nhưng mà tại sao hôm nay tôi đến đây để cầu nguyện cho Tổng thống Trump? Tại sao? Tổng thống Trump là một người anh hùng. Tổng thống Trump là có bi trí dũng, người tu là bi trí giác. Nhưng mà Tổng thống Trump có cái sự anh hùng, nghĩa là Tổng thống Trump có cái từ bi, trí huệ và dũng lượng là của một người lãnh đạo. Đó, tôi lãnh đạo, tôi rất bàng hoàng khi Tổng thống Trump bị ám sát, mà may mắn nếu thân tôi bị giết chết để cho Tổng thống Trump, để coi như là cùng toàn dân tôi sẵn sàng hy sinh mạng sống của mình để cho Tổng thống Trump. Tại vì tôi thấy Tổng thống Trump có lòng từ bi thương yêu tha thứ cho kẻ thù. Đó, tôi lấy ơn bảo quản quán tàng, lấy oán bảo quản muôn ngàn đời sau, mình phải thương yêu tha thứ và xóa bỏ hận thù. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cảm ơn sư Thích Minh Tấn. Chúng tôi nhận thấy có sự tham gia của luật sư Võ Đức Quang. Xin mời anh ạ. Kính chào tất cả quý đồng hương đã đến dự, đặc biệt là tất cả quý cử tri của Đảng Cộng Hòa, những vị âm nhân của phong trào ủng hộ cho cựu tổng thống Donald Trump. Cá nhân tôi là Võ Đức Văn. Cách đây 4 năm về trước, tôi là người đã tổ chức 14 lần đi rally ủng hộ Trump trên tất cả các đường phố Orange County, mà quý vị thấy các tuần lễ cuối, 14 tuần lễ cuối khi bầu cử. Thì ngày hôm nay cá nhân Võ Đức Văn cũng có sự hiện diện của vị chủ tịch tôi là anh Đặng Văn Âu. Chúng tôi hân hạnh mời bác Đặng Văn Âu lên đây luôn. Thì chắc chắn rằng chúng tôi đến đây ngày hôm nay vì cái sự việc xảy ra ngày hôm qua, rất trong tinh thần là một công dân người Mỹ gốc Việt. Bác Âu cũng vậy, chúng tôi dâng lời cầu nguyện bình an đến cho đất nước Hoa Kỳ đầu tiên, và dâng lời cầu nguyện bình an đến cho Tổng thống Donald Trump đã vượt qua, có thể đó là trong đường tơ kẻ tóc, Tổng thống đã được Chúa che chở. Chúng ta thấy rõ ràng ông đã bị những kẻ sát nhân hành xử, và họ đã có những cái tính toán rất là chính xác, tuy nhiên không thể giết được người mà do Chúa đã chỉ định. Chúng tôi tin như vậy. Amen. Chúng tôi tin chắc rằng người mà đã Chúa đã chỉ định có một sức mạnh đứng trước kẻ thù, làm cho tử thần phải sợ hãi và phải chiến thắng trong cuộc tranh đấu tháng 11 năm 2024 này. Đó là lời chúc của tổ chức vận động ủng hộ cho Donald Trump năm 2024, và chúng tôi hân hạnh giới thiệu bác Đặng Văn Âu sẽ có đôi lời cầu nguyện cho Tổng thống Donald Trump. Kính thưa quý vị, đã có tấm lòng thương yêu nước Mỹ, đã đến đây để ủng hộ một người anh hùng của nước Mỹ. Bởi vì ông Donald Trump là một tỷ phú từ bỏ cuộc sống vương giả để đi vào cuộc tranh đấu bảo vệ mọi giá trị cho người dân Mỹ. Bây giờ chúng ta là công dân Hoa Kỳ, chúng ta phải có bổn phận và nghĩa vụ đối với nước Mỹ. Bất cứ một nhà lãnh đạo nào mà làm cho nước Mỹ giàu mạnh thì chúng ta ủng hộ, chứ không nhất thiết là Cộng Hòa hay Dân Chủ. Anh là Dân Chủ mà anh làm cho nước Mỹ MAGA, Make America Great là tôi ủng hộ, chứ không nhất thiết là ông là Cộng Hòa hay ông Dân Chủ. Nhưng mà điều căn bản là ông phải làm cho nước Mỹ giàu mạnh và giá trị nhân bản của người Mỹ lên cao. Đó là cái điều mà nguyện vọng của những người, bởi vì chúng ta đã bỏ quê hương đến đây để tìm cái không khí tự do, không lý do gì mà chúng ta lại chịu sự ràng buộc của những chế độ độc tài. Thành thử ra
MAGA. Quý vị, xin quý vị đáp ứng lời tôi gọi, thì tôi gọi MAGA, quý vị lặp lại MAGA. 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 Cảm ơn một lần nữa thì thay mặt cho ủy ban tổ chức vận động cho Tổng thống Donald Trump 2024, một lần nữa chúng tôi xác minh lại lý do tại sao người Mỹ gốc Việt chúng ta ủng hộ cho Donald Trump. Chúng tôi không ủng hộ vì đảng phái màu sắc nào hết, mà chúng ta ủng hộ cho Tổng thống Donald Trump bởi vì chính sách của Tổng thống Donald Trump mang lại những lợi ích thiết thực cho cộng đồng người Mỹ gốc Việt chúng ta, và đặc biệt nhất là sao cho chủ quyền của đất nước Việt Nam với chính sách của Donald Trump sẽ mang lại sự độc lập, sự toàn vẹn lãnh thổ của chủ quyền đất nước Việt Nam. Đó là lý do mà chúng tôi tin chắc rằng những người nào có tâm huyết với đất nước Việt Nam sẽ ủng hộ cho chính sách của Donald Trump trong 2024. Xin trân trọng cảm ơn. Vâng, bây giờ chúng ta còn 3 phút nữa để bắt đầu cái chương trình thắp nến, thì chúng tôi nhận thấy là có đại diện của dân biểu Tạ Đức Tý có mặt ở đây, mời anh lên sân khấu. Đây là một trong những người đại diện chính thức của dân biểu Tạ Đức Tý của California ở tại Orange County. Dạ, xin kính chào quý vị, tôi là Hao Quỳnh Kiêu, đại diện cho dân phòng dân biểu Tý Tạ. Xin hôm nay thì cũng là chúng ta đến đây để cầu bình an cho Tổng thống Trump đã vừa thoát được qua cơn tử thần của ngày hôm qua bị ám sát. Và chúng ta cũng hy vọng và cầu cho đất nước Mỹ chúng ta được bình an, và cả hai đảng và tất cả các đảng của nước Mỹ chúng ta đều được hòa đồng với nhau và united to one. We will make America great again. Xin cảm ơn quý vị. Cảm ơn. Bây giờ có lẽ là chúng ta cũng đã tới cái giờ rồi. Thì bây giờ quý vị ở trên tay quý vị đã có đầy đủ cái đèn cày chưa ạ? Bây giờ không? Bây giờ như vậy đi. Thay vì quý vị ngồi ở dưới, chúng tôi mời quý vị lên đây. Yeah. Tất cả chúng ta lên đây và đứng trước cái tượng đài, và chúng ta bật cái đèn cày lên. Thì trong lúc bật đèn cày lên thì quý vị nói là cầu nguyện. Chúng tôi sẽ cầm microphone, chúng tôi nói là cầu nguyện. Tôi xin giúp quý vị, nếu quý vị có cái nến lửa đó, quý vị có thể tìm cách truyền lửa cho nhau. Nếu quý vị có cái nến mà dùng pin á, nên nhớ phía dưới đó nó có cái cục, có cái miếng plastic, miếng nhựa, quý vị phải rút cái plastic đó ra rồi mới bật cái đèn lên được. Nếu quý vị không có đủ đèn cày đó, quý vị có thể dùng cái phone, nếu mà bật lên được cái lightning nha, thì nó trở thành cái đèn pin. Quý vị có thể dùng cái đó tạm thời được, nếu mà quý vị biết ai chỉ dẫn cho nhau. Đặc biệt là có mục sư Alexander David Quinn và mục sư Andrew Lê. Rất tiếc là ban tổ chức không có chuẩn bị kèm nến cho tất cả mọi người, nhưng mà mong quý vị cố gắng thông cảm mà mình giúp nhau để tạo nên cái hình ảnh để mà chúng ta tỏ bày cái tiếng nói, cái nguyện vọng của chúng ta thôi. Cảm ơn. Rồi bây giờ thì có lẽ mời tất cả quý vị chúng ta đứng lên đây. Mời quý vị đứng lên đây. Mời thầy. Mời tất cả quý vị, quý vị bước lên đây. Chúng ta đứng dọc theo cái khớp của cái này nha. Mời quý vị ở phía sau. Mời quý vị ở phía sau, mở đèn lên đi quý vị, mở đèn lên đi. Rồi bây giờ là ai có cái đèn điện này thì mình bật lên. Ở phía dưới nó có cái nút màu đen á, gạt qua là nó lên. Con ở đây có hộp quẹt. Hộp quẹt có ở đây. Mình sư phụ tránh qua đây, thì sư phụ qua đây center này sư phụ. Quý ơi, ok. Mời quý vị lên đây, chúng ta đứng dọc theo cái cơm. Quý vị ở phía sau lên đi. Nhường cho mấy người tự đứng phía trước trung phong nha. Mấy người trẻ tự đứng phía sau. Xây mặt ra rồi. Nhiều người vừa chăm. Những người nào mà cao đi. Và những chúng ta vừa khó đứng phía sau. Mời tất cả. Cái gì? Ok.
Hãy nói mình thắp lên trước. Đúng rồi, đúng rồi. Một đoạn khúc này lắm, bên tay trái nè. Bên tay trái còn nhiều lắm nè. Bên tay trái, chúng ta dọn bên tay phải nhiều quá. Chúng ta đi qua bên đây quá. Cho nó đều. Chúng ta dọn qua bên khúc bên đây cho nó đều nha. Hello. Quay đi, quay. Đây, 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 chú Phong. Còn mấy chú đang cần gì? Hello. Bà có hết pin. Không, cái này con mới ở đây. Con pin hai cái con pin hết. Nhưng mà cái này dễ mà. Dạ. Để lấy cái này có thể là nó chuẩn chứ. Dạ. Ok. Rồi. Đi. 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 Đặc biệt bữa nay có một sư Andrew Lê nữa nha bà con. Ban tổ chức nói thiếu tên sư Andrew Lê. Dạ, thiếu một thơ một sư Andrew Lê, một sư Alexander Quỳnh đi Quýt Quỳnh nha bà con. Có hai một sư nữa nha bà con. Dạ, ban tổ chức mình hơi thiếu sót chút xíu. Một hai ba bốn rồi, quý vị nghe rõ không? Ok, đứng dậy chưa? Ok, rồi cho phép Phong nha, Phong cho thay mặt quý vị, tùy theo mỗi tôn giáo. Chị ca sĩ Phương Mai, ca sĩ Phương Mai, ca sĩ Chư Phụng. Do đó thì quý vị tham khảo cho nha. Rồi, chúng ta bắt đầu hướng về cái lưu tiên và chúng ta cầu nguyện. Ở đây thì Phong xin phép quý vị, cho phép Phong được đọc cái bài cầu nguyện chung chung. Chị Phụng không? Tự đỡ mọi người, mình thấy theo cái lạ của mình nha. Chụp chị tấm hình cho Tommy. Chúc không được, đang làm nhiệm vụ. Thưa các đấng bề trên, hôm nay chúng con là những người cộng đồng người Mỹ gốc Việt có mặt tại tu viện chiến sĩ Việt Mỹ để thắp lên ngọn nến nhằm cầu nguyện cho cựu tổng thống Donald Trump, người đã bị ám sát cùng ngày hôm qua. Tuy nhiên ông may mắn không có hề hấn gì, và buổi cầu nguyện này chúng tôi cầu nguyện cho sức khỏe của ông, cầu nguyện cho sức khỏe gia đình của ông, cầu nguyện cho người đã bị thiệt mạng trong vụ ám sát ngày hôm qua. Tên của ông là đội trưởng đội lính cứu hỏa ở tại Pennsylvania, và tên của ông là Corey Corbett-Cooper, vốn là một người 50 tuổi. Ông đã hy sinh trong cái cuộc rally ngày hôm qua cùng với hai người khác đã bị thương, và giờ này chưa biết tình trạng ra sao. Chúng tôi xin cầu nguyện cho những người đã bị thương, những người đã thiệt mạng và cựu tổng thống Trump, cũng như chúng tôi xin cầu nguyện cho nước Mỹ chúng ta sẽ vượt qua cái giai đoạn khó khăn của một cái nền phân cực chính trị này. Chúng ta sẽ đoàn kết hơn, chúng ta sẽ có cái sức mạnh hơn và mạnh mẽ hơn để đương đầu với những thách thức mà đất nước chúng ta đang phải đối diện. Bên cạnh đó thì cho phép con được cầu nguyện cho những người đã mất trong thời gian qua, đặc biệt là dành cho những người đã bỏ mình vì đi tìm tự do ở phía sở tự do. Cầu nguyện cho những anh linh của quân kháng chiến Việt Nam Cộng Hòa cùng lực lượng đồng minh đã hy sinh để bảo vệ cho tự do của miền Nam Việt Nam, và cũng như là cầu nguyện cho tất cả những đồng bào đã bị tử nạn trên đường đi tìm tự do, và cầu nguyện cho những nạn nhân đang phải đối diện với những cuộc chiến diễn ra trên thế giới, trong đó bao gồm ở Ukraine, ở tại Gaza, tức là ở phía Trung Đông. Và chúng ta cầu nguyện cho những cái thách thức của thế giới có thể vượt qua được, và chúng ta cầu nguyện cho hòa bình của thế giới. Và hôm nay chúng ta người Mỹ gốc Việt xin gửi một lời cầu nguyện đến cho tất cả những điều mà con người vừa ghi nhận, và One Flag, One Nation Under God, God Bless America. Tôi mong rằng là để cho tất cả cầu nguyện trong vòng 60 giờ đồng hồ, chúng tôi hội khẩu hiệu được không ạ? Tại vì có một số người đang cầu nguyện. Cảm ơn.
Nên một cái đất nước mà ngày gìn giữ người luôn yêu thương của chúng con và ơn Chúa rất nhiều. Lời Chúa là một cái trời một của chúng con, những người đang có những phòng thờ của Ngài. Lời Chúa, Chúa là Chúa, cái ngày thần thánh con đang tin sự dạy của đất nước của chúng con. Chúa, hôm qua, ngày nay, Chúa ơi, chúng con ở cùng, sẽ đi sức khỏe của con. Chúa ngày đặt một tay như thế này, hãy sống của chúng con. Tại vì chúng biết là Chúa, và Chúa là gìn giữ cho đời mà. Chúng con đặt tin sự con. USA. 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 God bless America. God bless America. God bless America. God bless America. Thank you, thank you. Rồi bây giờ chúng ta đã cầu nguyện xong. Cảm ơn tất cả quý vị. Bây giờ cho phép Phong mời quý vị về chỗ cũ và dành cái chỗ này lại cho những người muốn chia sẻ cái tâm tình phát biểu được không ạ? Cảm ơn tất cả mọi người rất là nhiều. Đã, chúng ta có một cái giây phút rất là trân trọng và rất trang trọng. Hy vọng rằng cái hình ảnh này được anh em YouTube sẽ đưa lên lại và chúng ta sẽ được cái hình ảnh này khắp nơi trên thế giới. Rồi bây giờ quý vị mời quý vị trở về cái chỗ trong cái chỗ trống này để có thể mời một số những người nào muốn chia sẻ lên đây. Và nhớ giống như ông nói, mỗi người chỉ có được 2 phút thôi nha, tại vì có rất nhiều người muốn chia sẻ tâm tình, muốn nói ra những cái suy nghĩ của mình, muốn nói những cái cảm xúc của mình, cho nên thì cho phép Phong được Hello mục sư ơi. 2 phút mà thôi thì có rồi. Ban tổ chức thiếu sót cơ hội giới thiệu có mục sư Alexander David Quinn. Dạ bữa nay là ngày cầu nguyện cho tổng thống Trump, xin mục sư có lời chia sẻ bữa nay. Đã có mặt ngày hôm nay ở trong đó có đại diện của Chúa đại cho tầm của chúng ta tổng hợp với lực là Nguyễn Quốc Lân có cầu nguyện cho sức khỏe những người dân cử mà chúng tôi liên lạc việc để tổ chức ngày hôm nay. Thì cho đất nước bây giờ thì Mỹ có lẽ cái màn Đông ơi và toàn thế giới được an bình và hạnh phúc. Đông nữa đây em. Để xin lỗi một sư chức vụ gì ạ? Tôi là giáo sư, mục sư, bác sĩ Đinh Quỳnh, tổng giám đốc của nhà tiếng Việt Hoa Kỳ và cũng là tổng giám đốc của trung tâm bác sĩ giáo sư Việt giáo và là trung tâm dạ lan siêu đổi giám đốc của Sư phụ ơi, bữa nay ngày đặc biệt mình cầu nguyện cho Tổng thống Trump, sư phụ có đôi lời chia sẻ tâm sự bữa nay không, sư phụ ạ? Thật sự là sư phụ không có info vào chính trị, nhưng mà tại vì hai điều mà sư phụ ủng hộ Tổng thống Donald Trump, nghĩa là thứ nhất là là coi như là đồng tình nước ái đó, coi như nghĩa là sao chú? Là thứ nhất là tại vì người ta ủng hộ đồng tình nước ái, ai ủng hộ chú? Thứ hai á là hiện nay là chính phủ hiện nay là ủng hộ đồng tình nước ái. Thứ hai là coi như là giết người phá thai, bởi vì hai cái đó sư phụ không đồng ý, bởi vì nên sư phụ ủng hộ Tổng Trump. Sư phụ phá thai nhiều người ta không tính là phá thai, có ảnh hưởng gì không ạ? Không được, phá thai là một điều thối kỵ, là một điều tội lỗi. Cảm ơn sư phụ nhiều, chúc sư phụ khỏe. Vậy bây giờ con nói rồi bác nói hay là bác đưa cái thôi là con biểu ra con làm được. Ok, bây giờ bác thắc nhiều bác cho con biết ra. Xin lỗi anh Tony một phút thôi, bữa nay tại vì ngày đặc biệt anh Tony thắp nhang, em xin lỗi anh một phút thôi. Anh Tony bữa nay cho anh Tony cho em chút xíu lời tâm sự bữa nay về ngày mình cầu nguyện tổng thống Trump bữa nay anh Tony ạ. Dạ vâng.
Kính chào quý vị trong chương trình của phố Cali Bosa TV số 9 nha. Tôi là Tony Bùi. Hôm nay hân hạnh ra được tượng đài chiến sĩ Việt Mỹ, tượng đài tự do để tham dự cái sinh hoạt của tất cả đồng bào qua vụ việc là Tổng thống Donald Trump vừa bị bắn suýt mất mạng và bị bể lỗ vành tai. Thì qua sự kiện đó chúng ta thấy rằng là một người như Donald Trump là người dám đứng hiên ngang để tranh đấu cho tự do, công bằng và sự thật cho nước Mỹ, giúp cho nước Mỹ hùng mạnh lên. Thì chúng ta là những người đã sống tại nước Mỹ này thì chúng ta phải có nhiệm vụ để ủng hộ những việc làm của Tổng thống Donald Trump, Make America Great Again. Do đó chúng tôi hôm nay đến đây để tham dự một cái buổi những lời cầu nguyện và thắp những nén hương đến những anh hùng tử sĩ đã bỏ mình vì tự do, dân chủ cho Việt Nam Cộng Hòa ngày xưa. Thành thật mong quý vị ở nhà cũng góp phần cầu nguyện cho đất nước Hoa Kỳ được thanh bình và hùng mạnh, hưng thịnh trở lại dưới sự điều khiển sáng suốt, anh minh của Tổng thống Donald Trump là vị Tổng thống số 47, thứ 47 của đất nước Hoa Kỳ này. Thành thật cảm ơn quý vị đã quan tâm cho những lời chia sẻ của chúng tôi. À, cảm ơn Thôi, cho anh Thôi về chúc anh sức khỏe mạnh khỏe. Dạ, dạ, anh chị. Chị Phương ơi, chị ca sĩ rất là hay mà bữa nay chạy trốn. Chị ca sĩ nổi tiếng, chị vừa nổi tiếng mà chị vừa giàu đó, chị sao người ta biết được chị. Chị chạy khỏi máy của điện thoại em không? Chị hát hay. Một điều nữa là nếu kinh tế nước Mỹ mà mạnh mẽ thì cộng đồng của chúng ta ở đây cũng mạnh mẽ. Vì lý do là Tổng thống Trump là bên đảng Cộng Hòa và đảng Cộng Hòa rất là ủng hộ cái vấn đề mà chống cộng. Thưa quý vị, chúng ta chống cộng ở đây số 1 phải không quý vị? Yeah. Yes. Chúng ta không có thể có cái sự liên hệ của Việt Nam không quý vị? Chúng ta không ủng hộ Việt Nam trên cái thị trường thế giới không quý vị? Việt Cộng Việt Nam, đúng rồi. No Việt Cộng. Exactly, no VC here, right? Right. Và quý vị, nếu kỳ này chúng ta mà thắng, và Tổng thống Trump thắng, we will achieve that goal. He right? Will win. Yeah. Exactly. He will win. Yeah. Rồi các vị, bên cạnh luật sư Dida thì phu quân của luật sư Dida là nghị viên thành phố Cairo được Joe Đỗ Bình, một người của đảng dân chủ. Không cần biết dân chủ cộng hòa cấp tiến hay bảo thủ, chúng ta xem together. Yeah. United, right? Yeah. He will be here. Vâng, cảm ơn Trần Nhật Phong và ban tổ chức tối hôm nay, đặc biệt thành phố Westminster đã tạo điều kiện cho chúng ta đến với tượng đài chiến sĩ Việt Mỹ và rất là đông đủ. Cảm ơn quý đồng hương. Tôi chỉ có một thông điệp thôi. Nước Mỹ chỉ có một. We only have one America. Và chúng ta là những con dân của nước Mỹ, gốc Việt. Chúng ta thương yêu dân tộc, đất nước chúng ta, nhưng chúng ta phải trung thành với nước Mỹ và bảo vệ nước Mỹ. Tôi là một dân chủ, cũng như cả nhà tôi là dân chủ, thì chúng tôi đã tuyên thệ là trung thành với hiến chương, hiến pháp của Hoa Kỳ, trung thành với đất nước Hoa Kỳ và bảo vệ quyền lợi, hiến chương, hiến pháp, lá cờ, chính nghĩa của Hoa Kỳ đối với tất cả kẻ thù tại nội địa cũng như tại đúng rồi, các nước xấu, ảnh hưởng xấu từ đất nước chúng ta phải bảo vệ. Cho nên công việc duy nhất của tôi là chúng ta là một nước Mỹ, one America, và chúng ta chỉ có quyền lợi của nước Mỹ trên hết. America first là một cái mục tiêu mà chúng tôi ủng hộ. Xin cảm ơn quý vị. Yeah, wow.
coi chừng nha, đừng để cho xúc cái dây này ra tội nghiệp Phong. Rồi quý vị, có một cái câu lúc nãy Đỗ Vinh đã nói, giống như lúc nãy trong phần một cầu nguyện không có nói, chúng ta là one club, one nation under God, right? Đúng không? Ok, có một cái câu khẩu hiệu này 4 năm rồi chưa hô lại. Bây giờ tôi nói tới đâu quý vị chỉ cần 3 chữ Donald Trump thôi. Được không? Mà cái lần mà đi lorry kỳ trước mà tôi đi suốt 7 tiểu bang đó thì tôi hô cái gì kiện miễn quý vị hô Donald Trump được rồi. Được không? Lâu lắm rồi, 4 năm rồi mới được hô lại nè. Đồng ý không? Ok. Who bring the job to back United States? Who support our life Spokman? Who does the safety for our border? Who protect our job here? Who protect our border? Hello, Ngài Mục Sư ơi, cho em hỏi một phút nữa, Ngài Mục Sư ơi. Xin lỗi Ngài Mục Sư, bữa nay ban tổ chức có hơi thiếu sót phần giới thiệu chút xíu. Ngài Mục Sư Andrew Lê. Và xin lỗi bữa nay ngày đặc biệt bà con cầu nguyện cho Tổng thống Trump. Ngài Mục Sư có chút xíu nào là tâm sự cho bà con trên toàn thế giới biết không ạ? Về cái phần đầu của câu nói của Jimmy thì Andrew không có gì buồn đâu. Tại vì trong ban tổ chức thì họ cũng chỉ mời là sự kiện đến cầu nguyện chung cho sự bình an của ông Trump, cũng như là cái vấn đề quan trọng là anh luôn nghĩ rằng là chúng ta không phải là chỉ cầu nguyện cho sự bình an mà là cầu nguyện cho ông Trump tái đắc cử, cái điều đó quan trọng hơn. Và anh cũng rất mong là thêm lời cầu nguyện để cho đất nước Hoa Kỳ chúng ta không phải dùng bạo lực xúc phạm để mà giải quyết những cái vấn đề bất đồng ý kiến. Mong rằng là tất cả mọi người phải dùng cái lời nói là đủ rồi, chứ không cần phải bạo động. Và cái việc mà sử dụng bạo động vừa qua đó là một cái điều làm cho cái bộ mặt của Hoa Kỳ trông rất là xấu trước cả thế giới. Điều đó nó không có đẹp đẽ gì cả. Nên ví dụ như tổ chức những cái chương trình cầu nguyện như thế này, tổ chức những cái sự kiện đến với nhau, chúng ta cần phải đưa những cái thông tin này ra cho mọi người biết thì nó hay hơn nhiều. Và rất mong là mọi người cùng đến với nhau qua những sự kiện như thế này. Ông Tổng thống Donald Trump vừa mới email ra và nói rằng là sự kiện này nó sẽ đoàn kết chúng ta trở lại, unity, đoàn kết lại. Sáng nay Andrew có nhận cái thư của bà Melania Trump, vợ của ông Trump. Bà cũng kêu gọi cái sự đoàn kết. Và cái sự đoàn kết nó là cái dòng máu đào chung của tất cả chúng ta. Nếu mà chúng ta để cho cả thế giới thấy chúng ta là ai qua cái bạo lực thì chúng ta không thể nào ra trước thế giới và kêu gọi là dừng bắn hoặc là kêu gọi hòa bình cả. Nên việc mà cái anh chàng trai đó 20 tuổi nó làm như vậy thì nó làm cho mọi người rất là lâu. Mong rằng là mọi người chúng ta phải bình tâm, đối luận với nhau. Nếu không được thì chúng ta đối thoại. Và nếu không đối thoại thì chúng ta cũng có thể có những cái chương trình nào đó nó dân chủ. Một mặt chúng ta kêu gọi dân chủ, nhưng một mặt khác thì chúng ta dùng vũ lực để chúng ta chạy bẹp. Chúng ta dùng những cái chương trình gọi là bịt miệng, chúng ta dùng những cái chương trình gọi là khóa mồm của những người phát biểu như vậy thì nó cũng không phải là dân chủ gì cả. Cho nên dầu cho tổ chức có hàng ngàn hàng triệu cái buổi cầu nguyện như thế này, nhưng mà không có thực hiện những cái ý nguyện đem đến cái hòa bình thì nó cũng như không. Cho nên anh cũng mong rằng là qua cái chương trình cầu nguyện này, không những là cầu nguyện cho ông Trump, cho cả nước Mỹ, mà còn cầu nguyện nó sẽ cho thành phố của chúng ta đây. Thành phố Westminster cũng là một thành phố hiện bây giờ có rất là nhiều sự ganh ghét giữa bản phái, sự ganh ghét giữa các nhóm lợi ích của những nhóm đa số đè bẹp những cái lợi ích của những cái thiểu số hoặc tiếng nói của người khác, và thậm chí là đưa ra những cái nghị luật, những nghị trình mà để mà censor hình sao có thể làm cho một sinh một cái. Như vậy thì anh cũng nghĩ rằng là cái đó cũng là sẽ đem nhiều sự hận thù, chứ nó sẽ không giúp được gì cả. Nên chúng ta phải chấm dứt hận thù này. Đó là cái thông điệp mà em nói ra. Em cũng đại diện ban tổ chức xin lỗi, thành thật xin lỗi bên đây phần thiếu sót, giới thiệu phần thiếu sót mục sư và chúc mục sư mạnh khỏe. Anh là đại diện ban tổ chức là dạ không, em là tại vì cũng là cộng đồng, tại vì năm qua cũng mời em thì giống như mình cũng là người Việt Nam anh hiểu không? Tại bữa nay là không phải là ban tổ chức anh hiểu không, bữa nay là cộng đồng tổ chức anh hiểu không? Các bạn không có lỗi gì hết. Dạ em cũng là cộng đồng người Việt Nam không, tại vì bữa nay em thấy là phần thiếu sót về giới thiệu về mục sư là hơi thiếu sót thì em thành thật xin lỗi mục sư nhiều ạ. Dạ chúc mừng sư mình thành phải ạ. Dạ thank you. Tôi xin hỏi thì cho tới khi nào Donald Trump nắng cử, đó là nói của ông.
Anh Ngô Kỷ ơi, anh Ngô Kỷ là người nổi tiếng ở cộng đồng Nam Cali. Anh Ngô Kỷ có thể nào cho chút xíu về chia sẻ bữa nay anh Ngô Kỷ à? Chút xíu thôi. Tại vì rất là nhiều người khách của em rất là quý mến hâm mộ anh Ngô Kỷ, người ta trông đợi từ giây từ phút. Dạ, trong một phút thôi. Nghe nói à, đây bữa tối nay có thắp nén cộng nguyện cho tôi ra tôi thắp nén. Không có gì để nói. Dạ, dạ em cảm ơn Ngô Kỷ về. Chúc sức khỏe anh Ngô Kỷ nha. Dạ, thank you very much. 100 triệu. Và trước đó thì bà Edison bà là trong bà Las Vegas, ông chồng đã chết năm 2021, bà là một trong những người ủng hộ trung tâm hết mình. Anh Phúc ơi, bữa nay ngày đặc biệt cầu nguyện cho tổng thống Trump, anh xin mời anh Phúc, anh Phúc người đặc biệt của cộng đồng mình, anh Phúc có thể nào cho chia sẻ chút xíu cho bà con trên toàn thế giới hay là quận Cam biết về tâm tư chia sẻ của anh ạ? Hôm nay rất vui nghe nói nghị viên Đông Quang và một hai người thân hữu của anh ta tổ chức cái buổi lễ cầu nguyện cho tổng thống Trump. Tôi là một trong những người fan của Trump thì tôi tới cầu nguyện, tại vì ngày hôm qua cũng là tất cả mọi người đều biết rồi. Thì cái vụ ám sát hụt tổng thống thì tôi nghĩ là chỉ có đất thương liêng của trời cứu là trời mặt cứu trong mới thoát chết trong gang tắc. Thì hôm nay mình tới mình cầu nguyện để cho Trung tiếp tục được con đường vận động cho tới ngày 5/11 này sẽ là tổng thống thứ 47 của Hoa Kỳ, và tôi nghĩ là như vậy. Nếu anh có một lời nói với là tổng thống Trump thì anh sẽ nói gì bằng tiếng Anh ạ? Tôi sẽ nói là we support you all the ways to, you know, to become the 47th president of the United States. Well, I think you can achieve that. No, you can achieve that. So. Cảm ơn Phúc nhiều, chúc sức khỏe anh Phúc ạ. Thank you. Yeah. Nhớ 4 năm rồi. Hồi đó thế. Chú ơi, bữa nay mình ngày cầu nguyện cho tổng thống Trump, chú tịch hội giáo bị cho chú hãy cho xin chút xíu lời chia sẻ bữa nay chú ạ. Ok, tôi tự giới thiệu. Tôi là Trần Quốc Võ, hội trưởng hội võ vị Nam Cali. Và sau khi mà tôi tham dự cái ngày đại nhạc hội cảm ơn anh, tôi nghe có cái buổi cầu nguyện cho đại nhạc cầm, tôi ra đây để cùng tất cả đồng bào và con cầu nguyện cho đại nhạc cầm. Đại nhạc cầm là may mắn và thoát được qua một cái sự ám sát. Bởi vì trước khi tổng thống cảm ơn, chúng ta là những người làm biết rồi. Thì quý vị, thuế corporation của chúng tôi là 35%. Là dùng bạo lực. Ông Trump lên, ông năm 2017, ông ký xác lệnh giảm thuế. Còn riêng đối với Donald Trump á, nhưng bây giờ ông Joe Biden ông tăng lên 2016. Kỳ này ông Trump ông cam kết với mình rồi là tôi mà lên đến thuế corporation tôi đánh xuống 15%. Và tôi sẽ giảm thuế cho lợi tức của những công nhân nuôi cho là tháng 11 năm 2014. Những người làm ngành nghèo, ngành nhà hàng, ngành nhà và tôi rất là hỗ trợ và cái việc mà đánh thuế thì bây giờ ông Trump nói là no tax on chip cho Hoa Kỳ. Tại vì ông Trump chủ trương là gì quý vị? Tôi đã từng nói quý vị thành công bên Nga đã Cộng Hòa họ bỏ đủ hơn Gamma, họ bảo vệ cho những giá trị cũ của gia đình của tôi đó. Điều đặc biệt là chỗ này bên đảng là và tôi nghĩ rằng Donald Trump hy vọng Donald Trump cũng giống như là thứ nhất, ra thứ hai nữa, giống như tôi nói là có một cái nguyên tắc là chúng ta phải tạo ra sự thay đổi. Mà muốn tạo ra sự thay đổi thì chính phủ có trách nhiệm giúp cho người dân tự mình tạo ra tài sản, chứ không để người dân suốt ngày cứ đi đứng sửa chính phủ, không nên suốt ngày xin tiền chính phủ, tiền này tạo ra của chúng ta, mà phải chính người dân tạo ra tài sản của mình. Thì lúc đó cái đất nước nó mới bảo vệ, đúng không quý vị? Ai cũng đi muốn sửa chính phủ đó thì chính phủ cứ đè thuế lắm, không à, đúng không? Ở tại cái chủ trương của ông Trump là làm cho người dân có tài sản, hỗ trợ với cái tinh thần làm sao cho người dân có tiền đấu tranh, làm sao có tài sản do dân chủ là cứ đè dân quyền, đè người khác đồng bào ở Việt Nam. Chính vì vậy mà rất nhiều người ủng hộ ông Trump, bảo vệ nước mỹ, bảo vệ trước sự xâm lăng của và trong quá thì sau khi mà ông lên xong rồi tôi vào rồi sẽ có một cơ hội để đồng bào chúng ta tự do dân chủ và dân quyền trên đường chúng ta. Lúc đó là cháu của Mike Pence là Trump Pence đúng rồi. Chú giỏi ơi, chú đi tham dự đại hội hội cứu trợ thương binh và phụ Việt Nam Cộng Hòa, động lực nào mà con thấy cái hội chú ghi cái chất quá bự nặng tặng cho hội cứu trợ quả phụ thương binh Việt Nam Cộng Hòa, chú giỏi ơi. Ông Trump là người thứ hai
Tại vì 20 triệu công dân miền Nam là nạn nhân của đám truyền thông quân cả trong phong trào phản chiến. Nó gán nhẹ chung với mình cả những cái hình ảnh xấu. Mấy chú là cũng là 5.500. Chú cũng là một xương phía binh nằm ở tổng dân quân hoàng. Thì lúc đó là cộng sản vô là đuổi đỡ kia là bắt chú đi tù. Thì chú đã thấy và biết rõ cái thân phận của xương phía binh. Và khi mà chú ở Connecticut, chú cũng đã giúp xác định xương phía binh. Và sau đó sẽ gửi hồ sơ cho cái chị hạnh nhân lúc còn sống. Và đối với chú là có cái bổn phận là chúng ta phải giúp những người chiến hữu của mình là không may đã bị thương tật bỏ lại một phần cơ thể ở trên chiến trường để mà bảo vệ cho tự do miền Nam và cũng như là bảo vệ những cái chiến hữu. Với chú nghĩ rằng chú còn may mắn là có thể là những cái người xuống cái binh đó hay là một phần nào là họ đã ngăn cản đạo thù để chú có thể là được cái may mắn tới ngày hôm nay. Và vì thế chú vận động cái hội võ bị Nam Cali vận động tất cả những cựu sinh viên võ bị với phu nhân cũng như là các cháu thanh niên tại đây kể cả những cái võ phụ và thân phụ để là ghiên quyên góp. Nhà hội chơi chú quyên góp được bao nhiêu cái tặng? Hồi chú quyên góp được nhiều chú ạ? Con thấy cái chất nặng lắm rồi chú bằng chú quyên góp được là 24.490 đô. Wow, 24.000 luôn. Dạ, 4.000. Hay quá. Dạ. Dạ, chú quyên góp được 24.000 liệu chú tăng được là quá hay. 24.490 đô. Dạ. Dạ. Sau đó có 3 cuộc sinh viên nữa. 3.100, tức là 24.000. Thế ngày 25 này, không phải 25 này. Dạ, không phải 25. Dạ. Dạ. Thì đó là cái sự đóng góp của rất là nhiều người. Điều đó đi chứng tỏ rằng dù đồng bào ra ở ngoại dù sống sung sướng nhưng mà chúng ta không quên những cái thương binh còn đang sống đau khổ, sống bệnh tật và thiếu thốn ở tại quê nhà, và hơn nữa là vì cái sự kèm đẹp của chế độ cộng sản. Mình phải cố gắng. Đối với chú, ta nghĩ rằng suốt cuộc đời của mình chú sẽ cố gắng để mà kèm kích giúp đỡ như góp cùng chung với nhân người thiện chí để lo cho em chúng ta bên quê nhà. Chú nghĩ cái đó là cái bổn phận của chúng. Con bữa nay con coi phóng sự đặng con coi con bữa nay con thâu đặng hội cứu trợ võ phụ thương Việt Nam Cộng Hòa cũng dài lắm, nhưng mà con thấy từ lúc mà giới thiệu có nhiều hội lắm chú, nhưng mà hội người ta đóng có 1.000, 2.000, 50, 100, 200 này kia nọ, nhưng mà cái hội chú 24.000 là quá nhiều. Bởi vì con cũng con đại diện thế hệ trẻ, cảm ơn chú nhiều và cái hội chú nhiều, chúc hội thành công trong tương lai. Thì chú cũng cảm ơn Jimmy nhiều, chúc Jimmy luôn luôn được khỏe mạnh, may mắn, thành công trong cái cuộc sống. Cảm ơn chú, chúc sức khỏe chú. Ở tại tượng đài chiến thắng Việt Mỹ, con tên thật là Trần Di Chiến, con có kênh YouTube là Chiến Thắng TV, và con 5 năm tị nạn tại Thái Lan bởi chế độ cộng sản, và con sống tại Thái Lan và con được mới được đến Mỹ định cư theo chương trình của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ cách đây 3 tháng. Con ở bên Oregon và tất cả các chú bác là những người lớn tuổi qua đây trước sau ngày mất nước đen tối 30 tháng 4 năm 1975, giúp đỡ lại đứa trẻ tụi con ở trong nước là những người thật nhiều đau khổ và ấp cai trị bởi bọn cai trị mang thêm mọi rợ cộng sản, không phải dùng từ mọi rợ cộng sản. Đối với những người dân trong nước như tụi con á, thì bị đè đầu cỡ cổ, cắt tiếng không được, lên tiếng thì bị nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam cai trị, họ bắt, họ đánh đập. Và hàng triệu người thanh niên ở trong nước Việt Nam và trên toàn thế giới chắc con nghĩ rằng tất cả những chú bác ở đây điều giống con mang một tâm trạng là yêu tổng thống ông Trump. Con không phải yêu ông Trump từ khi mà ông làm tổng thống Mỹ, nhưng mà con yêu ông là từ cái lúc mà ông đánh võ Huyền Anh nhà nghề Phúc Yêu với TNC đó, thì con đã mê ông Trump cho tới bây giờ rồi. Và quả thật trong cuộc đời con 35 năm con sinh cha và được lớn lên cho tới hình hài một con người như vậy, con chưa thấy một vị tổng thống nào thật sự là vĩ đại như một vị tổng thống Trump. Thứ nhất, ông đem về sự yên ổn, an bình cho thế giới.
một mình ông Kim đã khiến cho tên Kim Jong-un, nhà lãnh đạo độc tài của Bắc Triều Tiên, phải ngồi xuống và ngồi câm lặng lại. Và từ Afghanistan rồi những vùng Trung Đông đều im lặng lại. Và đặc biệt là ông Trump đã đem những công ăn việc làm từ ở bên Trung Cộng, những tên Trung Cộng đem về được cho những người ở tại Mỹ có công ăn việc làm. Thứ nhất, con ở đây, đứng ở đây, con xin quý ông, quý bà, quý cô, quý chú, con mới qua đây, con chưa có cơ hội được cầm lá phiếu bầu cử cho Tổng thống Trump. Nhưng những người đang ở sống và hiện tại trên cái đất nước cu mang chúng ta, thì xin hãy nói về cho con cháu của mình, tới ngày xin hãy trên 18 tuổi hãy cầm một lá phiếu bỏ vào và bầu cử cho Tổng thống Trump. Một cái điều mà con khao khát thèm muốn là được bầu cử cho Tổng thống Trump, bởi vì Tổng thống Trump là một vị vĩ đại và ông đã dựa cho nền kinh thánh để mà ông thực thi, để mà bảo vệ và có những chính sách cho quê hương đất nước quan trì này. Và con chỉ có nhiêu đó thôi. Và cảm ơn chúng con. Thank you cho nhiều ông này. Vì em này thì mới qua có một số ngôn ngữ vẫn chưa thích hợp, thì hy vọng hãy gặp thêm. Rồi. Dạ quý vị, tôi có một vài điều muốn nói về Tổng thống Trump. Ông là người bảo vệ cái hai điều duy nhất của nước Mỹ, đó là bảo vệ cái hiến pháp của Mỹ và bảo vệ cái quyền được mang vũ khí. Lý do tại sao? Bởi vì nếu mọi người, dạ, mọi người để ý trong tất cả các bài phát biểu của Tổng thống Trump, ông luôn có một cái câu nói là this nation worship God, not worship the government. Bởi vì sao? Bởi vì khi mà chúng ta chịu ở dưới quyền cai trị của một quốc gia, của một chính phủ, thì giống như là chịu sự cai trị của một bào chúa. Đó là lý do ông muốn mang cái hiến pháp trở lại cho nước Mỹ. Và điều thứ hai, khi mà người dân không được quyền mang lấy vũ khí, tức là the right to bear arms, thì chính cái điều đó là chính phủ sẽ cai trị người dân, bởi vì người dân không có vũ khí để bảo vệ, không có vũ khí để bảo vệ cho chính bản thân mình. Thì không có một người nào hiện tại cho đến ngày hôm nay có thể làm điều đó ngoài Tổng thống Trump. Vì chúng ta bảo vệ cho một vì chúng ta bầu cử cho một người để làm tổng thống, không phải bầu cử cho ông Trump hay ông Biden, mà là người nào sẽ cứu lấy nước Mỹ. Who saved America without Donald Trump? Dạ, tôi xin hết. Ok, cảm ơn con rất là nhiều. Thật sự thì em nói cũng là cố gắng nói tiếng Việt, cảm ơn con rất là nhiều. Thật sự cũng nói là bảo vệ cái tu chính án số 2. Và tu chính án số 2 đó là cái quyền tự vệ của người dân. Khi mà chúng ta có cái quyền tự vệ thì không những là chúng ta bảo vệ được cho ta chính mình, hello bà con, bữa nay đi là lễ cầu nguyện cho và an bình cho Tổng thống Trump á bà con. Nhưng mà em rất là cảm động nhìn thấy một cái anh, em nhìn thấy một anh cảm, em rất là cảm động nhìn thấy một anh ôm cái hình của Tổng thống Trump á bà con, và lá hậu của lá cờ Việt Nam Cộng Hòa và lá cờ của Mỹ. Hello anh, bữa nay mình bữa nay cầu nguyện cho an bình cho Tổng thống Trump. Nhưng mà em rất là cảm động đã thấy anh bưng một cái tấm hình của Tổng thống Trump và một lá cờ Việt Nam Cộng Hòa, lá cờ Mỹ. Anh có thể nào chia sẻ cho em biết cho bà con trên toàn thế giới hay là bà con toàn quốc Cam biết lý do tại sao anh làm những hành động này ạ? Dạ, em là tên thật là Kevin Hanford, đến từ thành phố Grand Chukukamga cách đây khoảng 40 phút xe. Wow. Yeah. Kể từ khi mà em đến Mỹ theo diện HO thì em là gọi là hậu vệ của Việt Nam Cộng Hòa. Sở dĩ mà em yêu thích Donald Trump và quý mến Donald Trump tại vì gia đình và bản thân em là người đảng Cộng hòa. Hơn nữa là từ khi Donald Trump nổi lên bằng cái tinh thần thép của ông, đánh bại tất cả những đối thủ về chính trị để đạt được cái lá phiếu của nhiệm kỳ đầu tiên. Tuy nhiên là ông vẫn muốn handle với nước Mỹ cho nhiệm kỳ kế tiếp, nhưng mà những thế lực ngầm cũng như những cái thế lực đang đấu đã cướp lấy cái lá phiếu của ông vào nhiệm kỳ second one
xong thì em đang hủy mãi tinh thần của Đơn Trâm, bởi vì ông rất là cương trực, rất là thẳng thắn, dám đối diện với tất cả những truyền thông thổ tả ở trên toàn nước Mỹ, cũng giống như những cái truyền thông ở các nước bên châu Âu, và đặc biệt là đảng cộng sản rất là sợ Donald Trump. Cho nên và gần đây rất là em rất là cảm động khi trên tên sát thủ đã dùng súng bắn vào cố sát hại ông. Cái hình ảnh mà em rất là cảm động là trên khuôn mặt của ông đầy vết máu, nhưng mà ông vẫn giơ nắm đấm lên lên trước mọi người. Nhưng tỏ rằng cái bản lĩnh và con người làm chính trị của ông vì nước Mỹ chứ không vì một đảng phái nào hết. Dạ, em xin nói đó. Nếu mà anh có là một lời nói với là Tổng thống Trump thì anh sẽ nói những gì là bằng tiếng Anh ạ? Thì em sẽ nghĩ là American First, American Great Again. Em là Mạng Ga đây. Dạ, cảm ơn nhiều, chúc sức khỏe em ạ. Cảm ơn anh. Dạ. Buổi thắp nến hôm nay đó rất là hạnh phúc vô cùng. Đã thấy người Việt mình đông đảo đến, một cây làm chẳng nên non, ba cây chùm lại nên hòn núi cao, một chiếc đũa dễ dàng bẻ gãy khi đoàn kết nhau 500-700 đôi, dù cho lực sĩ đại tài cũng không bẻ nổi bó tay chịu an. Cái sự đoàn kết là cái sức mạnh, và là cái sức mạnh. Bởi vì hồi xưa đó, xưa ở bên Nhật á, là một người Nhật không bằng một người Việt Nam, nhưng mà ba người Việt Nam không bằng một người Nhật. Và tại sao? Là tại vì mình không có đoàn kết, mình không có tinh thần nhỏ xí đạo và liêm xí đạo. Bởi vậy nên ấy, hồi xưa đó có ông đại tá John Wilson người Mỹ, ông nói bằng tiếng Việt, ông nói là 41 năm về trước, ông nói tụi mày không thương tụi mày làm sao tao thương tụi mày, bởi vì mình không thương mình thì ai thương mình. Bầu ơi thương lấy bí cùng, tuy là khác giống nhưng chung một vàng. Cam ơi thương giới loài, chanh ngọt chua tuy khác nhưng mà lá cành giống nhau. Nghĩ thương loài giống đồng bào, cùng chung một nước, ghét nhau sao đành. Mình ghét mình là ghét là hại mình, là ghét mình hại mình là hại mình đó. Bởi vì mình phải biết thương yêu và đùm bọc lấy nhau. Đó, cái sức mạnh là cái sự đoàn kết. Ai chỉ là Phật. Và bây giờ mời chú, và chú ở chú bái tòa nhà mời chú. Kính thưa Tổng thống, tôi là Trang Phong Giỏi, xin chú xung quanh, cộng sản trường phục vụ quân đại Việt Nam. Còn hiện là hội trưởng của hội nhỏ tự nhiên ta đi. Còn hôm đêm, như là tôi xem tin tức của Trần Phong Phong để biết cái tình hình thế giới. Và riêng đang được đoán là từ năm 2006. Còn này là đại tử. À, đại tử. Anh Chiến ơi. Anh Chiến nhẹ nhẹ chút xíu nha. Anh Chiến ơi, bữa nay ngày mình cầu an cho cầu bình an cho Tổng thống Trump, mình Yến có chút nào chia sẻ tới buổi cầu an bữa nay không? Thì cầu an ha, cầu bình an cho Tổng thống Trump, cầu bình an cho Tổng thống Trump thì chỉ có nguyện ban ơn xin Chúa nhờ ở cùng với ông Trump thôi, bởi vì ông là Cơ Đốc nhân tin lành, bởi vì ông chỉ có nguyện tin Chúa thôi, và đã đến đây là chỉ có cầu nguyện cho ông và phải khóc đổ nước mắt vì ông trong những phòng kính để mình cầu an cho ông, cầu mình nguyện cho ông. Chỉ có một mình Chúa mới cứu ông thôi. Ngày hôm qua ông bắn sệt một cái lỗ tai, chỉ có Chúa cứu thôi, không ai trên đời này có thể cứu ông được. Một thằng đứng bắn như vậy, nó cố tình bắn vào đầu của ông Trump, chỉ có Chúa cứu thôi, ngoài ra không có bất kỳ một ai có thể cứu được vào diễn đàn ngày hôm qua. Ở đây không có sự may mắn mà chỉ có cứu thôi. Ở đây không có sự hên xui, bởi vì nó nhắm một cái ống kính với cái đường kính nó rất là cần, và nó đã cố tình hạ sát ngài Tổng thống Donald Trump. Ông đứng một bên nó bắn sợ một tay, đây là Chúa cứu. Ngoài ra không có bất cứ một thằng thánh nào hoặc bất cứ một con người nào có thể cứu được ông trong ngày hôm nay.
mình đất nước Mỹ dựa trên hiến pháp bằng kinh thánh của lời Chúa, và chính đất nước Mỹ này được xây dựng bởi nền của kinh thánh, cho nên chị mong rằng cầu nguyện cho ông và sự bình an cho ông. Cảm ơn Chiến nhiều, chúc sức khỏe anh Chiến. Dạ. Anh Chiến có biết anh Chiến mới qua đúng không? Ừ. Anh Chiến có biết là cái chị này hát nhất là hay không nhỉ? Dạ chưa biết ai. Tại vì em quay nhiều phim, nhiều clip ở trong của em nên chị hát nhất là hay anh. Dạ, hai chị có lời nào bữa nay không? Chị tôi bụng. Cũng giống như mọi người, cũng cầu nguyện cho ông Trâm thoát qua những cái khó khăn hiện tại và những quả xấu đã hạ xuống chỗ của ông. Cầu mong cho ông có nghị lực và tiếp tục giúp đỡ cho nước Mỹ được càng ngày càng sống tốt hơn. Đó là cái cầu nguyện của mình. Em có một câu hỏi ngoài đề tài, chị có bí quyết nào mà sao chị đẹp gái mà chị hát hay quá à? Quá chị phòng nghe nha, quá chị phòng nghe cho sức khỏe gì. Như cộng đồng thì lần này tại sao nhiều người chúng ta mong ông Trump trở lại, vừa rồi tôi mới nói nếu Ronald Reagan dịch sập chế độ cộng sản thì chúng ta hy vọng Donald Trump sẽ dịch sập tất cả các chế độ độc tài toàn bộ bây giờ, đúng không? Mà ông dịch sập không phải bằng súng đạn gì hết, ông quánh cho nó kinh tế đó má nhận ông ra thôi là đủ rồi, đúng không quý vị? Đúng. Ông đánh cho kinh tế má nhận ông ra thôi, và ông đánh thuế thật nặng vô những cái mặt hàng của nó thôi là mình thấy là mình thấy vui rồi, đúng không? Rồi còn ai phát biểu không? Nếu không còn rồi mời chú, rồi chú cho biết tên luôn nha. Kính thưa quý đồng bào tại thành phố Washington, tôi là Bình Kiệt. Tôi rất sung sướng và vui mừng hôm nay quý đồng bào có mặt để yểm trợ ông tổng thống Trump. Vì tâm của tôi lúc nào cũng kêu là tổng thống Trump. Tôi 3 năm hơn về trước cũng lá cờ học chung, tôi đã đến quốc hội 16 tháng 1. Anh Hoài, anh Hoài chia sẻ cho em chút xíu về tâm sự, chia sẻ với anh Hoài bữa nay mình là một phút thôi. Có một cái ủy ban đó là anh Võ Đức Văn, cứ mỗi thứ bảy chúng ta xuống đường đi giống như đi diễn hành yểm trợ. Tại vì anh đang quay cho bà con chút xíu, quay trở lại anh mong tổng thống chung anh đang quay không may cái tên bị đen là tên ăn cất phiếu như vậy. Hôm nay tôi xin được yêu cầu ông Nguyễn Phú Đức Tư hoặc là anh Võ Đức Văn, chúng ta bắt đầu. Chị ơi, chị bằng áo đẹp quá. Chị có thể là chị sẽ cho em một lời nói về bữa nay ngày mình cầu bình an cho tổng thống Trump không vậy? We love Trump. Everybody love Trump mới có mặt hôm nay đây. Và chúng ta mong ông cứ như là mạnh mẽ hơn, ông là luôn luôn mạnh mẽ được khỏi đây. Ông quá mạnh, ông là ma heo. Cảm ơn chị, chúc sức khỏe chị. Cô Trân hỏi có một phút nghe con. Cô Trân hỏi có một phút nghe con. Cô đội nón đẹp quá. Cô. Trời đang lạnh, con ở nhà cô dây, cô ủng hộ tổng thống Trump dữ vậy cô. Cô có thể nào chơi chia sẻ cho con chút xíu ngày bữa nay mình cầu bình an cho tổng thống Trump không cô ạ? Để trước khi bây giờ mẹ không hiểu đúng không? Trả lại đi cô. Dạ. Trời đang lạnh con ở nhà, hôm nay cô gia con ủng hộ tổng thống Trump, cô gia chia sẻ con chút xíu à. À, đúng rồi. Tại vì cái việc này là cũng là tất cả mà đất nước Mỹ này bây giờ tâm trở lại, nếu không thì bây giờ mình không biết là em nói về chiến tranh là tất cả cái gì sống giờ không được yên được, tức là trộm cướp rồi vật giá tất cả lên ra đeo hai nhé. Chúng tôi chỉ là người dân và người nào mà chị Phượng biết cũng đeo cái quan ra cho em lúc này để sau này cho con cháu nó nhờ công còn cứ như thế này thì rất tội nghiệp cho các sau này. Dạ cảm ơn cô, chúc sức khỏe cô ạ. Tổng thống Trump cầu an cho nước Mỹ, cầu an cho hòa bình thế giới thưa quý vị.
Rất là cảm ơn quý vị là tới giờ phút này quý vị vẫn còn ở đây với chúng tôi, mặc dù là 4-5 cái đèn chiếu mắt hôm qua không còn thấy gì nhiều nữa, ở phía dưới tối quá. Thì một lần nữa cảm ơn tất cả quý vị đã có lòng đối với Tổng thống Donald Trump, có lòng với lại đất nước Hoa Kỳ, quê hương thứ hai của chúng ta, và có lòng với lại đất nước Việt Nam của chúng ta ở phía bên kia bờ đại dương vẫn còn đang rất cần sự đấu tranh của chúng ta để đem lại cái nền dân chủ tự do cho người dân ở trong nước. Thưa quý vị, xin một cảm ơn quý vị một lần nữa. Rồi bây giờ trước khi chia tay cho Phong xin một chuyện nữa, mấy cái cờ này là mấy anh em tới trước kêu, thì bây giờ trước khi chúng ta đúng lưng, thứ nhất là coi có bị rác hay không, thứ hai giúp chừng Phong phụ mấy anh em tháo mấy cái cờ xuống để mai mốt chúng ta còn rally nữa. Chúng tôi để cờ đây tội nghiệp mấy anh em đó, giúp chừng Phong nha, cảm ơn rất là nhiều, thank you. Đồng hát karaoke có chầm ba của mình, ba cam nó không nổi. Anh Nam Quang ơi, trong vòng có một ngày mà anh trên anh... chụp tấm hình. Làm lại không có đèn nè. Được. Anh Nam Quang ơi, anh thấy biết bao nhiêu ngàn người ta còn hâm mộ anh không? Chỉ trong vòng anh kêu gọi một ngày chưa tới ngày nữa, có đêm nửa đêm thôi, nhưng mà bà con gia ủng hộ anh quá trời. Anh có nghĩ là chia sẻ cái này thật sự ra đó, Jimmy với lại quý vị khán giả của anh Jimmy, thưa quý vị, là cái này là cái lòng của người dân đồng hương của chúng ta đối với Tổng thống Donald Trump đó anh. Cái sự kiện ngày hôm qua nó đã đánh động cái lòng của tất cả mọi người, họ ra để ủng hộ cho Tổng thống Trump, họ ra để mà họ cầu an cho Tổng thống Trump. Bởi vậy là mình mới thấy được là cái lòng của người Việt Nam của chúng ta đối với Tổng thống Donald Trump là như thế nào, mà mình cũng phải biết được là tại sao người dân lại yêu thương Tổng thống Donald Trump như vậy, là tại vì ông thật sự là một người tổng thống vĩ đại, ông thật sự là người tổng thống mà làm việc cho người dân, cho đất nước Hoa Kỳ. Đã, cảm ơn Nam Quang nhiều. Anh có thể nào anh nói với bà con hâm mộ anh một lời không ạ? Bởi vậy nó khán giả mình quá nhiều người, anh thấy tràn đầy luôn trong vòng nữa. Không, thật sự ra là mình phải cảm ơn bà con đã ra để tham gia cái sự kiện này thật là đông như vậy. Nam Quang rất là cảm ơn bà con, cảm ơn đồng hương của chúng ta. Thì hy vọng là trong cái thời gian tới chúng ta sẽ tiếp tục ủng hộ cho Tổng thống Trump bằng tinh thần mà cũng bằng vật chất luôn, thưa quý vị, là nếu mà mình có khả năng để mình ủng hộ trong cuộc tranh cử của Tổng thống Donald Trump thì mình cũng đóng góp vô trong cuộc tranh cử của Tổng thống Donald Trump. Và Nam Quang tin là vào ngày 5 tây tháng 11 tới đây, người Tổng thống thứ 47 của Hợp Chủng Quốc Hoa Kỳ sẽ có tên là Donald J. Trump. Anh Nam Quang ơi, anh là người viên của thành phố Washington, anh có biết là anh là con cháu của hai bà không? Nghe nói anh có một cái chương trình gì đặc biệt ngày gần đây hỏi anh Nam Quang hả? Có Nam Quang sắp tới đây ngày 9 tây tháng 8 sẽ có một cái sự kiện treo cái bảng tên đường Hai Bà Trưng đã được hội đồng thành phố thông qua từ khoảng hơn nửa năm trước, thì cũng mời bà con ra vào cái thời điểm là ngày 9 tây tháng 8 vào lúc 1 giờ ở trên đường Bô Sa, cái góc ở chỗ Quán Hỷ với lại Thiên Cây Food đó, thì đó là cái một trong những cái thông tin mà Nam Quang muốn gửi đến quý vị. Ủa, cái nghị quyết đó là ai dự án vậy anh Nam Quang hả? Là do cá nhân của Nam Quang và hay quá. Dạ, do cá nhân của Nam Quang và cô nghị viên Amy Fan West là người đồng bảo trợ cho cái dự án. Ý tưởng nào mà anh làm cái tên của hai bà trên phố người Việt nổi tiếng ở toàn thế giới vậy hả? Mình nghĩ là phải tới cái lúc mà mình đặt một cái tên đường nó có cái tính chất là nó phải là cái lên đường thật sự, nó bự, có bản bự như vậy, để người Việt Nam của mình ở đây được tự hào chứ. Tại vì mình, người Việt Nam ở đây có tới trên 45 tiếng, 50% người dân ở thành phố Washington mà mình không có được một cái tên đường nào hết, thì mình cũng cần phải đấu tranh để có một cái tên đường như vậy. Đã, em cũng đại diện cho bà con trên toàn thế giới, rất cảm ơn anh có tấm lòng tốt của anh đã đưa tên hai bà lên thành phố của Washington nổi tiếng của toàn thế giới mình ạ. Chúc anh sức khỏe, mình khỏe. Cảm ơn chị. Cảm ơn ạ. Chị Phương Ngân ơi, chị là người nổi tiếng cộng đồng, chị Phương Ngân ơi, em biết lâu nay
rất là nhiều người hâm mộ chị. Chị có thể nào, chị Ngọc Phương có thể nào chia sẻ cho em một chút xíu, em này bắt cóc xin lỗi chị. Dạ chị Phương có thể nào cho em chút xíu về tiểu sử hay là chuyện nghề, ngành nghề gì hả, là gì chia sẻ cho em. Dạ chị. Rồi, dạ cho Phương Ngân xin chào phố Bosa TV 9 ha. Phố Cali Bosa TV 9. Phương Ngân là diễn viên ở Việt Nam, định cư đây được cũng 10 năm rồi. Thật sự là trước đó thì Phương Ngân chỉ hoạt động văn nghệ giống như là hot những nghệ sĩ thôi. Nhưng mà sau này thì biết tí xíu về chính trị cho nên là cũng rất là ủng hộ tinh thần của người Việt ở đây. Với lại hôm qua rất là bức xúc là thật sự trước đó, trước những năm trước, Phương Ngân không có yêu quý Tổng thống Donald Trump lắm đâu. Tại vì ông cũng hơi hài trong cái lời nói của ông á, thì nó không có chính chắn cái chức cục tổng thống. Nhưng mà sau này thấy ông nói và ông làm, nhiều khi ông làm nhiều hơn nói nữa, chứ Phương Ngân rất là nể cái đó. Hôm qua nghe cái tin mà ông bị ám sát mà quá là may mắn, Phương Ngân nhìn hoài quá là may mắn, quá khủng khiếp. Mà nói wow, ông là chỉ có trời thương thôi, tại vì tí thôi là ông đã không còn nữa. Quá là may mắn mà ông quá mạnh mẽ, trúng cái lỗ tai ông rất là đau á. Ông nghĩ vậy mà ông rất là mạnh mẽ, ông đứng dậy, ông tiếp tục mọi người là rất là khỏe mạnh. Và ngày hôm nay là bình phục đi ra ngoài, mọi thứ là như trở lại bình thường và sẽ tiếp tục đi vận động nữa. Và mọi người ơi, ra vote cho Tổng thống Donald Trump để thắng. Năm nay nhớ vậy, Donald Trump là thắng để tiếp tục làm Tổng thống 4 năm nữa nha quý vị. Dạ em xin hỏi ngoài câu, ngoài đài chút xíu à. Dạ. Tại vì em cũng có coi live stream của chị nhiều lắm mà em thấy chị mỗi lần trên live stream em thấy khách gọi vô ta ủng hộ chị này kia nọ quá trời nhiều luôn mà em không biết gì. Cái chương trình bán hay là tiệm tùng hay là sao, chị có thể nào chị chia sẻ cho em biết. Tại vì em có coi những cái livestream chị, em coi rất nhiều người hâm mộ mà em thấy chị có thể chia sẻ về mấy cái tin tức đó. Cảm ơn chị. Cảm ơn anh đã hỏi cái câu hỏi rất là gợi ý cho Phương Ngân. Phương Ngân bán hàng online, Phương Ngân bán những cái loại sản phẩm như là dầu gội đầu chống rụng tóc, tóc khỏe mạnh, với lại một số sản phẩm về chăm sóc da của Hàn Quốc, những cái hãng nổi tiếng của Hàn Quốc. Phương Ngân cũng có bán sâm và những sâm rồi những cái dược thảo mà giúp cho cơ thể khỏe mạnh, những cái dược thảo động đột quỵ, sâm, yến, rồi lim chi, đông trùng hạ thảo. Phương Ngân bán những cái dược thảo để giúp cho sức khỏe của mọi người. Thì đồ của Phương Ngân là Phương Ngân lấy những cái hãng như là LG và Samsung, là những cái hãng nổi tiếng nhất Hàn Quốc bây giờ. Thì mặt hàng thật sự là nổi tiếng nhưng mà giá thành thì nó nhẹ thôi, quý vị có thể rất là dễ mua. Cũng có thể là quý vị có thể gọi cho Phương Ngân và ủng hộ cho Phương Ngân nha. Dạ gọi bằng cách nào, có website có gì không chị ạ? Dạ gọi vô số điện thoại giúp em là 714-878-7877 là số cầm tay của Phương Ngân. Phương Ngân có hai số nhưng mà quý vị gọi một số đó là Phương Ngân đã có thể tiếp quý vị được rồi. Nghe nói chị Phương Ngân có tiệm tùng nhưng mà đúng không ạ? Trước đó Phương Ngân có một cái tiệm hair spa chăm sóc da với lại làm lông mày á, xăm phun xăm lông mày theo 3D này kia đó ở trong phố Lộc Thọ. Nhưng mà mùa Covid này á là Phương Ngân bị đóng cái tiệm đó, mất trắng cái tiệm đó. Cho nên là sau khi mà trở lại bình thường á thì Phương Ngân quen với cái cách mà bán hàng online rồi đó, thì mình tiếp tục làm công việc bán hàng online nó cũng dễ dàng hơn cho khách hàng nữa. Cho nên là tương lai thì Phương Ngân rất là yêu quý cái nghề mà Phương Ngân đã làm và đã được khách ủng hộ Phương Ngân, thì có thể tương lai Phương Ngân sẽ mở lại. Bây giờ thì tạm thời mình chỉ bán online thôi. Chị Phương Ngân ơi, động lực nào mà chị trẻ đẹp về mà em thấy chị hay đi làm từ thiện là nghĩ sao chị Phương Ngân hả? Xong ở nhà em vô mình thấy chị hay đi làm từ thiện, chị Phương Ngân hả? Dạ cảm ơn anh. Mình cũng muốn chia sẻ anh, thì thật sự được một cái nhan sắc hoặc là một cái sức khỏe là thật rất là may mắn, rất là may mắn mà mới được như vậy. Thì Phương Ngân muốn chia sẻ cái may mắn của Phương Ngân ra cho những người không may mắn. Thì là bây giờ là Phương Ngân có một cái group sẽ cắt tóc hàng tuần từ thiện cho Homeless. Thì thứ năm tuần sau bây giờ là chủ nhật, thì thứ năm tuần sau Phương Ngân sẽ có một buổi cắt tóc từ thiện cho những người lính Mỹ ngày xưa mà họ bây giờ họ khó khăn á, họ lớn tuổi lắm rồi, họ đi ra ngoài cắt tóc khó khăn. Thì bây giờ Phương Ngân sẽ, cái nhóm Phương Ngân sẽ vô cắt tóc cho họ, và mỗi tuần đều như vậy, là hàng tuần Phương Ngân cắt cho mỗi chỗ khác nhau, để mình sẽ thông báo trước để cho Homeless họ tụ tập lại, mình cắt xong mình cho họ được 5 đồng nữa. Rồi Phương Ngân còn cho thêm những cái vật dụng xài như là dầu gội đầu, rồi kem đánh răng hay là quần áo hay là giày vớ cho họ để cho họ sử dụng hàng ngày nữa. Thật sự Phương Ngân làm như vậy, mọi người còn hỏi rằng là bộ đất nước Mỹ này không có chăm sóc cho họ hay sao, thì Phương Ngân nói là thật sự cái nền
nền chính trị của Hoa Kỳ, họ chăm sóc rất là kỹ cho người homeless. Nhưng mà vì lý do là họ đi đứng khó khăn, họ cũng không muốn đi, mà họ cũng không biết đi, đi đến đó họ cũng ngại tiếp xúc với những người trong nhà nước lắm. Thì mình đến nơi của họ luôn, mình chăm sóc cho họ. Thật sự họ cũng đã không có may mắn rồi, thì mình cũng không chấp nhất là họ tại sao không đi đến đó. Thì Phương Ngân, tụi Phương Ngân sẽ cố gắng để đi tìm họ, để chăm sóc cho họ. Em chỉ chia sẻ chị Kim Phương Ngân một điều này thôi. Tại vì bữa em coi cái livestream của chị, chị cắt tóc cho cái chú hôm đến kia, thấy cái đầu bòm xòm mà người ta rất là dơ này kia nọ, em rất là cảm động. Em thấy chị đẹp gái mà chị cầm từ cái kéo cái tóc cái luật này kia chị gỡ cho cái cô cái người hôm đến đó, em thấy rất là cảm động. Thì em cũng không nói gì, thì em cũng đại diện cho trước là bà con homeless vô gia cư đó ha, tất cả bà con trên toàn thế giới thì rất kính phục và mến phục cái tấm lòng của chị rất là tốt. Dạ, dạ, chúc sức khỏe chị ạ. Dạ, cảm ơn anh. Dạ. Cho Phương Ngân xin chào quý khán giả của phố Cali Bosa TV9. Dạ. Chị có thể là bật mới cho em chút xíu được không chị? Dạ. Chị với anh Nam Quang. Dạ thật sự là em với anh Nam Quang đã kết hôn rồi. Wow. Dạ, cảm ơn anh đã hỏi kết hôn rồi, nhưng mà tiệc thì 27 tháng 9 này mình mới đại tiệc. Dạ. Thì quý vị mà có yêu quý Phương Ngân với Nam Quang á, thì quý vị cũng có thể đến chung vui với tụi em nha. Thì nếu thì mình gọi giống như đến chung vui thì nó khó quá. Dạ. Thì quý vị có thể liên lạc với Phương Ngân. Phương Ngân ơi, chị yêu em lắm, chị thích Nam Quang lắm gì. Dạ. Đó thì em sẽ gửi thiệp mời ra cho mình. Dạ. Để mình đi nha. 20 mấy chị? Dạ 27 tháng 9. 27 tháng 9. Dạ, dạ. Cảm ơn chị Phương Ngân nha, chúc sức khỏe nha. Cảm ơn anh, tấm lòng chị rất là tốt. Anh thấy. Dạ. Chị bởi chị làm từ thiện rồi thôi, em. Dạ, cảm động lắm. Năm tuần sau nữa nha. Dạ, chị ở đâu chị ha, em quên nữa. Rồi, để em nhắn cho anh cái địa. Dạ. Chỉ cơ. Dạ. Chỗ tụi mình đến. Dạ. Giờ đến. Cảm ơn chị, chúc sức khỏe chị. Dạ, thank you. Chú Cường, có thể là con hỏi một phút được không chú Cường? Con hỏi chú Cường một phút nha. Không, chú không có biết nói. Anh Nam Quang nói rồi. Cô ơi, có thể nào hỏi con một phút được không con? Cái gì không, bây giờ có cái này để. Dạ. Hỏi nè. Hồi chơi con cái đi. Cô này là ở San Diego. Wow, hân hạnh được gặp chị. Hỏi người khách từ xa. Dạ, hân hạnh được gặp chị. Dạ. Chị ơi, bữa nay mình ngày mình cầu an cho cầu an cho tổng thống Donald Trump mà chị từ đằng xa mà chị lái từ San Diego mà chị lái 2 tiếng tới đây. Dạ. Chị bị lạc là đi tới 2 tiếng. 2 tiếng luôn hả? Dạ. Chị có cảm nghĩ nào mà lý do nào chị tới đây bữa nay chị? Thì như ngày hôm qua khi mà xảy ra cái sự việc đó với ngài tổng thống Trump ấy, thì phải nói rằng rất là xúc động. Và coi như là khi mà nghe được tin ở đây tổ chức cái cầu nguyện, thắp nến cầu nguyện cho tổng thống Trump và cho nước Mỹ, thì mình nghĩ là mình phải có mặt để cùng một ngọn nến để cầu nguyện cho ngài và cũng cầu nguyện cho nước Mỹ. Tại vì ngài là có ngài thì nước Mỹ mình mới coi như là mới trở lại được là nước Mỹ. Tại vì đã trải qua quá nhiều cái sự việc xảy ra trong 4 năm vừa qua thì chúng ta mới thấy là chúng ta rất cần tổng thống Donald Trump. Chị ơi, động lực nào mà anh thấy chị trẻ đẹp mà thấy tướng xe cũng sang, mà động lực nào chị lái xe từ với San Diego lên 2 tiếng, giờ chị phải lái gì với 2 tiếng mà tham dự cuộc thắp nến chỉ có trong vòng 10 phút, mà động lực nào mà... Động lực cũng chỉ vì là coi như một cái lòng rất là yêu mến và ngưỡng mộ tổng thống Donald Trump, và mong ngài sẽ khỏe mạnh, sẽ luôn là kiên cường và sẽ chiến thắng. Nếu chị có một lời nào nói với tổng thống Donald Trump thì chị sẽ nói câu gì? Tất cả mọi người đều rất yêu mến ngài và mong ngài luôn sức khỏe, bình an, và mong ngài hãy cứu lấy nước Mỹ, và tất cả mọi người đều yêu mến và we need Donald Trump. Cảm ơn chị nhiều, chúc sức khỏe chị ạ. À. Chị ơi, em vẫn còn hâm mộ chị, tại vì mỗi lần đi rally ngoài hành tinh biết em thấy chị hết giáo, chị tinh thần chị ủng hộ tổng thống Donald Trump rất là nhiều, tại vì mỗi lần đi ra ngoài hành tinh biết làm điều thấy chị đủ thứ hết. Em vẫn hâm mộ chị. Dạ, chị có thể nào bữa nay mình thấy đủ thứ là thấy cái gì? Thấy chị cầm cờ, chị cầm banner, chị đi tới đi lui, giờ chị hô la, tại vì tất cả phim rồi em vẫn quay. Bởi vì em rất là hâm mộ chị. Tất cả vì Trump. Dạ, hình như chưa có ra ngoài kia nữa không?
Dạ, bởi giờ trưa này con có gia đó rồi, bởi vậy cô chị có thể nào chị chia sẻ cho bữa nay mình ngày mình cầu an bình an cho trọng nó trầm. Thứ nhất là mình cầu bình an cho tổng thống Donald Trump của mình. Dạ. Thứ hai là mình cầu bình an cho nước Mỹ, mình cầu bình an cho thế giới. Dạ. Và mình khóc tước thiêng cho cái người đã tử nạn ngày hôm qua. Thì mình hy vọng á, mọi người dân, không phải là bây giờ người Việt hay là bất kỳ một ai, hãy noi gương. Bởi vì một người tỷ phú, người ta không về đồng tiền, mà người ta vì tánh mạng của con người ở nước Mỹ này, người ta bất chấp tất cả để mà cứu lấy cái nước Mỹ, làm cho cái nước Mỹ trở đại hùng mạnh như ngày xưa. Thì bây giờ làm ơn mọi người á, vào ngày mùng 5 tháng 11 hãy đi ra phòng phiếu và vote cho Donald J. Trump. Mình hy vọng nếu mình đã trốn cộng sản, mình qua tới đây rồi, mà bây giờ muốn cái nước Mỹ này trở thành cộng sản, không có chỗ nào để chạy nữa, thì mình hy vọng á, mọi người hãy coi và thương đến một cái người mà không nề quản bất kỳ cái gì, không tiếc cái mạng sống để đòi lại cái công lý, tự do ngôn luận, tự do tất cả, không phải cho một mình bản thân Donald J. Trump, mà bản thân của những người dân Mỹ. Mình đi kiếm sẽ và không bao giờ có một Donald J. Trump thứ hai. Thành ra mình hy vọng cái ngày hôm qua là một cái kỷ niệm đau thương cho nước Mỹ. Nhưng mà mình cũng cảm ơn là Chúa Phật đã thương đến Donald J. Trump mà bảo hộ cho ngài ngày hôm qua thoát qua tai nạn, đó, tay ương của những cái kẻ mà muốn phá hoại, tan nát cái nước Mỹ này á. Thì bây giờ mình cũng không nên chửi rủa người ta, mà mình cũng cầu bình an cho người ta. Hay quá, cái đó hay quá. Và mình cầu làm sao á, để mà cái tâm của người ta á, tâm thật, tâm chính, đừng đi sai, đừng đi lạc đường nữa. Một ngày gần đây á, ma quỷ chiếm nhiều lắm rồi, thì bây giờ mình cũng nên cầu nguyện cho người ta, đừng có làm những cái trò mà không thể nào mà mình để mà đưa một nước Mỹ đang vĩ đại mà trở thành một cái xã hội mà mọi người phải lo sợ. Thì thành ra hy vọng mọi người ngày November 5 mọi người ra tới phòng phiếu vote cho Donald J. Trump để làm cho nước Mỹ vĩ đại trở lại và sự tự do, nhân quyền của con người. Bởi vì hiện tại bây giờ mình không còn nhân quyền nữa. Thì bây giờ hy vọng mọi người giúp đỡ. Cảm ơn mọi người. Nếu mà cô có một lời nói với Tổng thống Trump thì cô sẽ nói gì ạ? I love you. I love you forever. Trump, Trump forever. Me too. I love you too. I love you, Trump. Cô có thể nào chia sẻ một lời của cô không cô? Một lời chút xíu thôi. Xíu thôi. Một giây thôi không? Chị Thủy nói dùm. Một giây thôi. Nếu mà cô nói gì với Tổng thống Trump thì cô sẽ nói gì ạ? I love you. We want you back to the White House. That's all. Okay. Cảm ơn cô nhiều, chúc sức khỏe cô ạ. Dạ. Thôi bye bye nha bà con, bây giờ là dạ bây giờ bà con đang dọn dẹp đó bà con, thì chương trình cũng gần hết. Thì nói tóm lại chúc bà con mạnh khỏe ha. Thì ở đây là tượng đài chiến sĩ Việt Mỹ đó bà con. Em xin bye bye bà con, chúc bà con mạnh khỏe ha. Dạ, thank you very much. Dạ, chúc bà con mạnh khỏe. Tất cả mình là đạo gì mình cũng phải bỏ một phút nha bà con, mình cầu bình an cho Tổng thống Donald Trump nha bà con. Thì rất cảm ơn bà con nhiều đã ủng hộ tài trợ em cũng cùng phóng sự em bên này. Dạ, cảm ơn chị, cảm ơn Suka nhiều của 2BT Shop thành phố Gango 9772 thành phố Gango. Rất cảm ơn Suka nhiều đã tài trợ mình cùng phóng sự bữa nay. Rất cảm ơn chị Kim Khuyến của nước Mỹ Viễn Đông nhiều đã tài trợ mình cùng phóng sự bữa nay. Chị Kim Khuyến là có trong Westminster Rockhurst. Cảm ơn chị Kim Khuyến nhiều. Rất cảm ơn anh Tony và chị Yến Hương nhiều có về dịch vụ solar. Cảm ơn anh chị Tony và anh chị có Eco Solar USA ở thành phố West Gango ở trên đường Harbor góc đường Westminster sau lưng cây xăng. Dạ cảm ơn anh Tony và chị Yến Hương nhiều đã tài trợ em cuộc phóng sự bữa nay. Dạ cảm ơn chị Lâm Châu, chị Lâm Châu là chủ tịch của Hội Cao niên Á Mỹ đã tài trợ em cuộc phóng sự bữa nay. Chị Lâm Châu hội trưởng của Hội Cao niên Á Mỹ vừa mới mở Futugo ở trong
rất khó gần Westminster trong khu chợ Hòa Bình. Rất cảm ơn chị Nam Châu nhiều đã tài trợ cuộc phóng sự bữa nay. Rất cảm ơn chị Michelle chủ vô trường Diva and Dance Studio đã tài trợ cuộc phóng sự bữa nay. Rất cảm ơn chị nhiều. Chị Michelle có tiệm tóc trong Westminster and rất khó cái bánh mì chè cali. Rất cảm ơn chị Michelle nhiều đã tài trợ cuộc phóng sự bữa nay. Và xin rất cảm ơn. Và em xin cảm ơn Yến và Thanh Ni nhiều. Yến và Thanh Ni là có mở về number one top wholesale ở thành phố Santa Ana, ở góc đường New Hope and Fox, mà gần chùa Bát Ngã, dài căn kế bên cây xăng. Các bạn bán về đầu Amazon, Costco, Walmart với loại Home Depot mà sale tới 30-40%. Rất cảm ơn Yến và Thanh Ni nhiều đã tài trợ mình cuộc phóng sự bữa nay. Rất cảm ơn chị Cathy. Chị Cathy là Thanh Ly Yến trong khu Catalina. Chị là bán chỉ độc quyền bán, chị bán chỉ có hai món thôi mà còn đặc biệt chỉ hai món thôi, yến và đông trùng hạ thảo. Bởi vậy bán chỉ mua tận gốc mà bán tận ngọn, bán giá rất là rẻ mà đặt hàng chất lượng của bà con là trong khu Catalina. Rất cảm ơn chị Cathy Yến, Thanh Lý Yến nhiều đã tài trợ cuộc phóng sự bữa nay. Rất cảm ơn chợ Lucky, hệ thống chợ Lucky nhiều đã tài trợ cuộc phóng sự bữa nay. Chợ Lucky mới vừa khai trương thêm cái tiệm nữa là ở trên đường Harbor giữa Ga Go và đường Josh, có sale giá rất là nhiều bà con, nhưng mà có đặc biệt là có phi miễn phí chiếc xe mà tặng cho khách hàng bà con mau lại đó nhận mua ủng hộ mà biết đâu mình lãnh chiếc xe về bà con. Cảm ơn chợ Lucky nhiều đã chờ chờ cuộc phóng sự của em hôm nay. Và thì em xin rất là cảm ơn anh chị Quốc Thái và chị Ngọc Hiền nhiều. Anh chị Quốc Thái có công ty anh Quốc Thái có công ty mua sắm, trung tâm mua sắm ở trong thành phố 9772 thành phố Ga Go. Rất cảm ơn anh nhiều đã tài trợ cuộc phóng sự bữa nay. Vô đó mình giống như một ca nhạc, coi ca nhạc, mua sắm quần áo, ăn uống đầy đủ trong đó giống như Bến Thành nè bà con. Nghe nhạc hoàn toàn miễn phí, mỗi cuối tuần là có từ 12 giờ cho tới tới khuya luôn bà con. Ca nhạc, nghe ca nhạc, nghe đầm hoàn toàn miễn phí nha bà con. Thì cảm ơn anh Quốc Thái nhiều đã tài trợ cuộc phóng sự bữa nay. Cảm ơn chị Ngọc Hiền nhiều. Chị Ngọc Hiền có tiệm ca dịch, có dịch vụ xí nghiệp về cái California Karaoke. Rất cảm ơn chị Ngọc Hiền nhiều đã tài trợ cuộc phóng sự bữa nay. Chị Ngọc Hiền giá chỉ tiệm vòng vòng ở Cali có rất nhiều là tiệm của bà con, bởi vậy giá rất là rẻ. Bởi vậy bà con có cần mua âm thanh ánh sáng hay là bất cứ âm thanh nhạc này kia nọ, liên lạc chị Ngọc Hiền ở chỗ chợ Á Đông bà con, đối diện phố Lộc Thọ, quay hoặc là 9772 Ga Go trong khu QT Golden Marketplace. Nói của khách của Jimmy thì chị sẽ bớt 20-25% bà con. Cảm ơn chị Ngọc Hiền nhiều đã tài trợ cuộc phóng sự bữa nay. Dạ, em rất cảm ơn nhiều. Dạ, thì em cảm ơn chị Hà Vy và anh Henry là chủ của tiệm tóc Red Hair Salon ở chợ Mỹ Thuận và chợ ABC. Rất cảm ơn chị nhiều đã tài trợ cuộc phóng sự bữa nay. Rất cảm ơn Jennifer nhiều. Jennifer là Win Salon ở bên kia đường của Bank of America, trong khu phố Quang Trung. Rất cảm ơn Jennifer nhiều và Win Salon đã tài trợ mình cuộc phóng sự bữa nay. Rất cảm ơn Jennifer nhiều. Và thì cảm ơn anh Mai Dũng Tào. Mai Dũng Tào là Extreme Air Range Food, ảnh chuyên môn bán về mấy cái nhà bếp, đồ nhà bếp, cái tân trang đồ nhà bếp này kia nọ rồi bà con. Carbonate hay là mấy cái van nai hay là mấy cái lò hút hay là tất cả gì đồ nhà trang trí nhà bếp á, liên lạc anh Mai Dũng Tào bà con. Anh Mai Dũng Tào có tấm lòng từ thiện rất là tốt. Tiệm của anh ở trên đường Harbor giữa đường Lilac và đường Ininger. Cảm ơn anh Mai Dũng Tào nhiều đã tài trợ cuộc phóng sự của em bữa nay. Mọi liên lạc bà con liên lạc số 714-554-9000 bà con. Rất cảm ơn anh Mai Dũng Tào nhiều đã tài trợ cuộc phóng sự bữa nay. Cuối cùng xin bà con ủng hộ em phố Cali Bosa TV số 9 như là Lido Sài Gòn Cali TV nha bà con. Lido, cái chữ Lido bà con là chữ L, chữ Y ngắn, chữ L, chữ T và chữ E, rồi chữ Sài Gòn, Lido Sài Gòn Cali TV dưới dính nha bà con. Chỉ có đặc biệt là chữ Lido Sài Gòn thôi bà con. Lido Sài Gòn là chữ L, chữ Y ngắn, chữ L, chữ L, chữ T, chữ T, chữ E, rồi Sài Gòn Cali TV. Rất cảm ơn bà con nhiều đã ủng hộ em. Và em xin chào và chúc bà con mạnh khỏe. Bye bye. Thank you very much. Cầu nguyện các anh lính, chú lính Việt Nam Cộng Hòa cho thế giới được hòa bình, mọi người yên vui, làm ăn phát tài, vạn sự như ý, mạnh khỏe. A Di Đà Phật. Cảm ơn các ngài nhiều.